Mới đây nè, có ông thầy chủ trì chùa. Ông thầy này ông lên chùa mình, ông dùng phương pháp tu ở chùa cũng lâu rồi. Thì bắt đầu là ông lên chùa mình, ông nhờ chùa mình thu âm giùm cho ông. Mà trước lễ vía là ông nhờ rồi. Thì những đứa mà hẹn 25, thầy dẫn Phật tử lên đi ở nhà thầy luyện đi nghe, luyện cho quen cái môn lễ này, niệm Phật là lễ đi nghe. Rồi xong rồi lên đây thu âm giùm mà làm giùm cho thầy luôn cái phương pháp tu. Ông lên đây những đức cùng tu với ông để cho ông được thu âm đàng hoàng. Thu âm xong cái làm phương pháp tu ra cho ông luôn. Cái chiều đưa ông nguyên cái thẻ là niệm Phật lễ Phật đồ của ông luôn. Mà phương pháp thì giống hệt chùa mình này. Thì ông đem về chùa ông áp dụng cho Phật tử tu. Nếu như mà nhiều người mà quý vị mà có thể làm được điều này đó thì quý vị thành công là chắc chắn. Quèn què hô lùng nè, thấy không, thiếu trình độ chỉ biết niệm Phật thôi vậy mà còn phát triển chùa gì, không chỉ là quý vị chủ trì chùa ngon lành mà nếu như quý vị áp dụng phương pháp này tu mà hướng dẫn người ta tu, nuôi thêm khoảng 20-30 bà già nữa nghe, để chùa ngày nào cũng tu được 4 thờ chùa bị thịnh liền. Bây giờ những đứa không có nói nhiều với quý vị chỉ cần 30 bà già 40 thôi, mà mấy bà già đừng nói là nuôi bà không làm được chuyện nghe tầm bậy. Mấy bà già bà giỏi lắm, những đức nuôi bà già những đức biết bà giỏi dữ lắm. Chùa chiền sạch bóng là do bà quét đó. Qua Đại Tùng Lâm coi kìa, bà chui theo mấy cái cây bông giấy bà quét không còn lá. Thấy chưa? Thì nói nuôi bà giàu không làm được gì tầm bậy. Nhiều người nói rằng nuôi tăng ni trẻ mới phát triển chùa tầm bậy quá. Tăng ni thì cũng nuôi nhưng mà nuôi bà già cũng nuôi. Mấy bà già là mấy cái bà mà lụm cụm mới làm việc cho chùa. Bà quét dọn, bà làm này làm kia, rồi bà lau chánh điện, rồi bà lau bàn thờ Phật, bà đốt đèn, đốt nhang. Rồi á, mỗi ngày cho bà lên tu 4 thờ, thờ khóa cho bà 1 tiếng, thờ 1 tiếng, 1 tiếng, 1 tiếng, 1 tiếng thôi. Ngày nào bà cũng tu 4 thờ, cái chùa niệm Phật sùm. Vậy thì cái chùa thịnh liền. Còn chưa tăng ni đi học cái chùa lãnh tanh như chùa bà đanh. Trời ai mà vô cúng. Mà vô cúng, không. Đúng không? Nuôi bà già đi. Mấy người ơi, có chùa đó nuôi bà già đi nghe. Không có là ở đây những đức chia cho vài bà gần chết. Thấy không? Mấy bà khỏe dễ thì phải chịu đi, mấy bà gần chết thì gánh đi thì được. Đem xe cấp cứu lại đây chở đi. Mà mưa á. Mưa chùa á. Mưa nay phải sưng tay chân nghe quý vị vô thăm á đi. Mưa sưng tay chân rồi đó. Mưa là cái dạng thâm niên á. Dạng cốc chủ chứ không phải dạng tầm thường đâu nghe. Nay tay bả da bọc xương không biết sao ở đâu thịt đâu mà nó phù lên biết. Da bọc xương mà thịt nay nó phù lên, ngộ ghê không? Nghĩa là chắc bả gần đi à. Báo hiệu thời gian gần đi. Nhưng mà sưng tay chân lên vậy đó nghe, mà kêu niệm Phật là biết chắp tay niệm đó. Nghe rõ ràng đó nghe không? Nó bà này chắc không chắc phương Tát Bồ Tát từ phương Đông đến đúng không? Thấy không? Các vị biết chùa Bồ Tát nhiều lắm. Giỡn đâu, Bồ Tát nhiều lắm. Bồ Tát hiền cũng có, Bồ Tát dữ cũng có. Nên tất cả quý vị đi vô chùa mình nghe quý vị gặp Bồ Tát hung dữ là quý vị nó chào Bồ Tát. Nghe thầy giảng hiểu rồi, Bồ Tát mà đừng có đùa rồi. Chọc ghẹo con hoài. Bồ Tát thử lòng con phải không? À, giật chỗ ngồi thử lòng. À, tôi mà không giờ nghe thầy giảng là tôi cự Bồ Tát là tội chết luôn. Tôi biết rồi, Bồ Tát phải không? Được rồi, ngồi đi Bồ Tát, thử hoài, ngồi đi. Hiểu không? Gặp mà dành chỗ ngồi là đâu Bồ Tát, hay với Đạo Phật, thầy giảng rồi. Tôi ra ngoài sau, ra phía sau gặp Bồ Tát phía sau. Mà nói thôi tôi ra cuối cùng, gặp Bồ Tát cuối cùng, tôi ra hành lang. Tôi ra hành lang luôn á. Hiểu không? Nhớ nghe. Đi vô chùa sẽ gặp Bồ Tát thử đó. Coi công phu quý vị đạt tới trình độ nào. Đúng không? Nên phải cẩn thận, đừng có cự Bồ Tát nghe. Vì biết rằng đi đến chỗ đông người Bồ Tát không đó, ngồi xung quanh cái kế mình là Bồ Tát đó. Có khi tự nhiên ngồi kế bên cái điện thoại reo Bồ Tát á. Chúng ta nghe, đừng có kênh nghe chưa. Chúng ta cứ nhìn lên nghe pháp bình thường đi. Điện thoại reo kệ điện thoại reo chứ đừng có quay qua. Này đi tu sao tôi thấy xui. Ngồi nhầm ngay cái bà gì đó. Điện thoại đeo hoài. Bởi vì tôi chọn bạn đồng hành gần gần. Bữa nay nhỏ này nó chịu giữ cái chỗ giùm cho tôi. Cuối cùng đi lại cái chỗ lạ kỳ cục thế ghê.
ngồi gần cái bà này nãy giờ bấm điện thoại hoài, quay vòng vòng hoài, ghé gì cũng được chứ. Mọi bữa cái hệ thống gần kế bên cừ cùng cừ chung nó vui thế ghê. Bữa nay mình cừ nó nhìn mình hoài là mình cừ không được đi chứ. Hiểu không? Không phải đơn giản nha quý vị. Nó có cái đồng hành giống nhau hay lắm á. Nó nhưng mà lâu lâu đi đến gần người lạ mình cũng phải luyện cái tâm tu của mình. Nghe chưa? Luyện cái tâm tu. Nó bữa đó mà nghe pháp ngày lễ đông y mà cái máy phim nó quay lại cái bà này chắc ở dưới quê lên. Ta dẫn đò theo dưới quê lên bận đồ thấy bông hoa đồ mà. Đồ gì đâu mà áo thun bông hoa nhìn ngộ lắm, tóc tai bùm sùm. Mà chắc bà lễ Quan Âm được 2 ngày sao mà nhìn phá te tua chứ. Bà ngồi nó nghe pháp. Bà đang ngồi nghe pháp cái bà tự nhiên bà ăn không tiêu hay sao á. Cái bà quay quay lại, cái tự nhiên bà vừa quay quay lại với bà kia đang nghe pháp bà cười hú hí hú hí. Tự nhiên bà làm nè. Ói nguyên bụng tay bà vịn lại. Bà lấy cái áo bà quắn lại. Quắn lại mấy bà kia nói chào chào. Ghê thật. Bà kiểu ngồi sát sát không á. Bà đứng lên bà quẹt ngang mấy bà kia nước mà bà ói ra nó. Nó nhiễu nhiễu lên mũi bà kia nó. Cái chú tầm nhiên cầm máy phim nó quay theo bà đi ra ngoài đó đó. Bà ra đó bà cầm nó làm nè. Bà liệt ra cái gốc cây sứ. Liệt cái gốc cây sứ. Xong bà bang bang bà vô. Bà vừa bước vô 4-5 bà ngồi xung quanh bà tự nhiên dọn nhà hết trơn. Xong cái chú Kiệt tiếp tục quay bà. Cái bà nói mấy câu mà cái miệng nhép nhép bà nói nè. Sướng thì ghê. Nhờ ói mà nó đi hết trơn. Chỗ mình rộng rãi mát cát đạn luôn. Thì thấy chưa? Trời ơi, gặp mà ngay mấy cái bà mà cái kiểu đó là mình cũng chết được. Phàm phu mà Bồ Tát mà thử cái kiểu đó chắc nghe pháp không nổi luôn. Nó ngồi nghe pháp nó làm nè. Ói nguyên bụng như nè rồi bà lấy cái vạt áo bà quắn lại. Quắn lại bà cầm đi. Bà đi ngang ai thì nước nó nhiễu vô lỗ mũi người ta tại gần kế bên á. Nhiễu mình mẩy người ta, bà nào cũng đâu dám đụng ở đâu. Tại vì thấy mặt đen thui, bận đồ bông hoa thì mấy bà tu với bà nghĩ bà này chắc mới dân tầm thường. Không dám đụng bà này luôn. Nó rồi ô coi nhìn thấy cái cảnh bởi vì mình đi đến chùa ít gì nó cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Nhớ không? Nó mình là phái nữ mà, tắm rửa sạch sẽ. Rồi kiếm cái cây mà lăn nách gì đó lăn cho nó sạch. Dịu bà mà ở dơ mà hôi nách tiêu cái đứa chậu là trời rồi gần người ta chết được á. Không, mình phải biết qua bản thân mình nghe quý vị. Nói đây là nói thô thô á, nhưng mà mình nói cho dễ nghe dễ hiểu luôn đi. Nên mình là quái nữ mình đi đâu cũng vậy. Thật sự đi đám cưới cũng vậy mà đi chùa cũng vậy. Bây giờ mình đi chùa ta ngồi đông mà mình đi tranh thủ mình không chịu tắm á. Hồi sáng vừa tắm rửa cho con xong nấu ăn xong mười mấy còn khói bụi không. Xong tới giờ tranh thủ bận đồ vô luôn đi. Trời ơi, mấy bà đến mấy bà đây, mấy bà ngồi chỗ này thì cả đám đang ngồi gần, đang ngồi nghe pháp không vô. Cứ ngồi nghe pháp mà nghe cái mùi gì phân phất đâu đây. Ghê lắm nghe. Nên cái này là khoái nữ phải suy nghĩ đó nghe. Nó kệ đi, cho sức cái gì thơm thơm một chút. Để ngồi gần người ta thấy nó cũng thoải mái, cho tự tin hơn biết không. Đó, rồi sáng tranh thủ đánh răng đồ đàng hoàng khi ăn cơm xong. Chứ mấy bà mà quên đánh răng luôn á, ngủ sáng làm việc lu bu không chịu đánh răng á. Trời ơi, ngồi gần người ta mà cười một chút đây nó nghe mùi tùm lum tùm la chết. Cái này là nhắc, cái này là quan trọng lắm chứ không phải giỡn đâu quý vị. Mình là người tu, càng tu thì nó càng thấy như cống cái sạch sẽ. Nó kỹ, nó gọn, rồi tự nhiên ta thấy mình ta muốn tu. Chứ mình càng tu mà mình thấy mình bày hầy thấy gớm, mình không tu đâu nghe thở. Trời sớm ta nói con nhỏ này không biết đi chùa nào mà ta thấy nó đi giống mình bà khùng. Ha, sáng rồi chủ nhật rồi xách cái giỏ đi mà thấy tóc đai bùm sùm. Thấy gì? Mặt mày tèm nhem trước nhuốc, móng tay móng chân không cắt, nhìn thấy gớm muốn chết. Bận bộ đồ mấy ngày không giặt. Thấy chưa? Nó, tự nhiên mình nói bu xả. Bu xả, tôi muốn giảng sanh không à. Bu xả chứ. Nó xả thôi. Còn sống cái cuộc đời này mà xả cái đó chắc người ta chạy trốn mình luôn quá. Mình đang còn sống mình nương vào con người ở cái cuộc đời này mình sống mà mình xả cái gì kỳ cục à. Mình xả mà ta gặp mình ta sợ, xả cái gì? Xả là xả cái sự buồn giận, xả cái hận thù, xả cái không vừa lòng, không vừa ý. Xả những cái thứ mà cuộc đời mình gặp những cái sự trở ngại.
người ta đem đến bao nhiêu sự việc làm mình đau khổ, làm mình biết cái nhân mình đã tạo, cái quả mình chịu, nên buông xả là buông cái đó. Còn cái thân thể thì phải sạch sẽ đàng hoàng. Cái buông xả cái kiểu đó cháu là cháu xả mà không tắm, không đánh răng, rồi đồ đạc thì bạn không thay. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ mấy cô là có chồng con đàng hoàng, mấy cô nghĩ đi, nội mà cái chuyện đồ đạc mấy cô bận ngủ thôi, đồ đạc của mấy cô thôi mà mấy cô bày hay, mấy cô dơ giấy thôi, chồng nó cũng chán mấy cô, hiểu chưa? Nó cũng thấy chán nản mình, là vợ gì mà kỳ cục. Lâu lâu lại quán cà phê thấy mấy em dễ thương thấy ghê, nó xích nước hoa đủ làm sạch sẽ thấy ghê, còn về của vợ nhà vậy đó, còn nó nhỏ vậy đó bày hay thấy ghê. Hồi đó mới cứ mới thương còn coi được được, giết đẻ con đứa con bày hay còn hơn cái thứ gì nữa, đụng đâu cũng vạch bú cho con bú như thế ngớt. Nhất là mấy bà ở miền Tây mà nghèo khổ là tự nhiên quên mất tiêu bản thân mình, mà kiểu này nó tự nhiên vợ chồng nó thấy nó kỳ cục mà nó mau già. Nên cái người tu hành mình là cái người tu mà nghe đạo rồi lâu già, tại vì bản thân con người mình tự nhiên nó có một cái nét gì nó lâu dài dữ lắm, tự nhiên thấy nó tốt cái một cái gì đó mà quý phái một chút, chứ không phải là tự nhiên mình tu giết rồi mình cù lằn kỳ cục, không phải đâu quý vị ơi. Rồi mình gọn ghẻ mình có được lắm, cái gì càng trang phục càng thay thì phải thay, cũ thì phải bỏ. Chứ mấy bà nói tiết kiệm nó bệnh còn ác đạn hơn nữa, mấy bà tiết kiệm mà nó ngứa ngáy với nó thành ghẻ chóc, mấy bà còn bệnh hoạn ác đạn hơn, hiểu chưa? Thà mình sạch sẽ một chút mình thay đi, bỏ đi, tự nhiên con người mình như vậy nó mới đặc biệt nha, nó giúp cho mình vui vẻ thoải mái, nên lâu già mình càng tu mình càng trẻ, mình càng khỏe càng vui thì người ta thấy mình đã muốn tu, hiểu không? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế ngày lớn tuổi, quý vị thấy cái trang phục của ngài giảng pháp không? Có một cái sự quá trang về đồ đạc, quý vị. Ngài không có dọn mặt, nhưng mà ngài quá trang về đồ đạc, từ cái khăn quấn cổ, từ cái bộ đồ những đức coi là những đức biết có người quá trang cho ngài. Chứ không thể nào mà ngài tự bận đồ mà được gì đâu. Những đức là tự bận nè. Tự bận này nên có những lúc mình phải coi soi gương rồi mình bẻ cổ áo cho ngay ngắn rồi, đúng không? Đàng hoàng chứ nếu mà bây giờ mình lên mà cổ áo nó quẹo đầu này quẹo đầu kia thì thấy ông thầy hơi bày hày, hiểu không? Còn áo quần những đức là có người ủi nên bởi vì nó đâu có nhăn nheo như đồ bình thường của người ta, đúng không? Cũ một chút là những đức thay y khác để mà lo tu lễ Phật. Những đức có bộ đồ lễ Phật nó gách ống quần te tua chứ, giá lại 4-5 lần 5-7 lần vậy đó, mà những đức lấy cái quần đó những đức lễ hoài vậy đó. Vì sao? Vì nó gách rồi lễ cái quần đó. Còn ví dụ như bạn bộ đồ sạch sạch đó, giữ cái áo, còn khi đi lễ Phật thì thay cái quần, lấy cái quần gách đi lễ Phật. Vì sao? Vì gách cái đầu gối mai rồi. Bây giờ nếu lấy cái quần mới đi lễ nó lủng nữa cái đầu gối nó sao? Lúc trước đó, nhẹ chưa có mập thì lễ đứng lên đứng xuống nó khỏe, còn bây giờ mập đó, mỗi lần mà lễ xuống thì bạch bạch vậy, giải nào mà chịu nổi. Nên cái ống quần nó giãn giải ra nó gách, nó vậy thì nó gách thì bắt đầu mai lại thì quần nó bị cũ nữa, cái áo mới mà quần cũ. Thôi bây giờ lấy cái quần chọn cái quần luôn, rồi cho mày gách luôn, gách rồi xong rồi mai rồi xong rồi lại rồi gách rồi mai, cứ làm hoài vậy đó. Tới nào mà tả tơ cái chân thì bỏ, kiếm quần khác cũ nữa, kiếm quần nào mấy bà già bỏ ra bà lấy bạn. Đó. Nên rõ ràng nghe, nhưng mà lúc bình thường bận đồ là sạch sẽ, sạch sẽ dữ lắm. Còn đồ mà gách đó cũng giặt sạch dữ lắm, bận lên chứ đâu quay để dơ. Ý muốn nói cho quý vị nghe nè, người tu buông xả không phải là qua cái hình thức bên ngoài đâu, mà buông xả là từ cái nội tâm. Quý vị hãy xem lại đi, ngày xưa dặn người ta lâu lắm, bây giờ dặn người ta còn lâu không? Dặn mau là buông xả rồi. Ngày xưa chồng mà chửi một cái là mình sực lại, bây giờ chồng chửi mình không có dám chửi lại, là xả rồi đó, đúng không? Ngày xưa ta nói nặng nói nhẹ hơn thua mình tức, giờ không có tức nữa thì là xả đó. Mấy bữa trước có cái ông đó, ông đến ông gặp mấy chú, nói tôi nhà có miếng đất, hai vợ chồng quyết chí đời này giảng sanh, cắt hai cái cốc, vợ tôi một cái tôi một cái, cửa nẻo là hai bên tự phá, tới giờ nó nấu cơm
thì cái nhà đó gần sát bên cái nhà này, cái kê miếng dán, bắt đầu nó nấu cơm xong nó đưa cái tô cơm qua, giờ tôi giói tay tôi lấy tôi ăn, tôi ăn xong cái tôi đưa cái chén qua nó lấy nó rửa. Hỏi ủa sao hai vợ chồng sống chung với nhau để tu? Nói thôi, sống chung với nhau mất công lắm, khó giảng sanh. Mỗi đứa cái cốc để lo tu, rồi nó nấu cơm nó đưa qua thôi, nó lo cho ăn. Rồi làm mỗi nhà có con đường riêng, không có được đi chung đường nữa. Thì tôi muốn giảng sanh dữ lắm rồi chứ tôi không có muốn vợ chồng gặp nhau. Nó nói ủa sao mà thấy chú giảng sanh, muốn giảng sanh mà sao mặt mày râu ria, nhìn chú nhiêu tuổi là mới 32. Nó chờ chờ 32 mà tưởng đâu cha 50 không có chờ, già dữ rồi. Nó tại vì tôi muốn giảng sanh quá nên tôi không còn nghĩ ngợi gì cái cõi trần gian này hết. Nó vậy có ăn cơm không? Có. Có tắm không? Từng tắm làm. Bây giờ nó gần hôi thấy ghê. Cái dạng này là tôi ưa khùng quá trận lắm. Cái dạng này tôi ưa khùng quá trận, kỳ cục lắm, gặp nhiều à. Gặp nhiều à. Nên nhiều người hướng dẫn Phật pháp á, tự nhiên ta nghe cái vợ chồng ta cách phòng, nó tức ác đạn. Cái kiểu mà nó sát bên mà nó không qua được, nó tức. Cái nghiệp duyên nó khảo đảo làm cho tức tối. Bên đây cái trằn trọc đi vòng vòng trong phòng mà không ngủ. Cái này mới là cái ác đạn. Quý vị coi bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà có cái câu mà nói là vợ chồng đến với nhau mà không sống nữa phải cách phòng để giảng sanh không? Quý vị phải nhớ cái câu xả gia ly dục là cái người nào làm được thì làm. Trong kinh Vô Lượng Thọ, xả gia là xả nhà, xả của cải đi xuất gia phải không? Ly dục là tất cả dục vọng cõi trần này buông xuống hết. Cái căn tính đó gọi là thượng căn thượng chí, hiểu chưa? Trung căn trung chí người ta còn dính một chút nữa. Còn mình hạ căn hạ chí là cái dạng bèo nhèo. Thấy không? Mình là cái dạng bèo nhèo niệm Phật giảng sanh. Bây giờ tôi chấp nhận phẩm vị thấp cũng được. Thấy không? Nên tổ sư có câu nói, trong mộng khóc với Phật, xin cho con được một đó sen nhỏ mà về cực lạc cũng được. Là siêng tu mà tới trong mộng mà khóc với Phật á, chỉ cần cho con được một đó sen nhỏ khi nở ra, con về tới cực lạc là được rồi, con không cần cầu phẩm vị cao. Có một đoạn tổ sư nói, tôi về cực lạc là một cọng cỏ cũng mừng rồi. Cỏ cực lạc cũng là giải thoát, không phải cỏ tầm thường đâu. Tôi nói thiệt, tôi về cực lạc tôi làm chim tôi cũng mừng. Đừng có nói chuyện việc chứ. Chim ở thế giới cực lạc phải chim bình thường đâu. Chim mà phô diễn pháp âm phải chim bình thường không? Chim này là chim của bổn nguyện Di Đà. Chỉ cần mong được về cực lạc làm cọng cỏ, làm con chim ở cực lạc rồi đã mừng rồi. Chứ đừng có nói chi làm chuyện cao xa. Chúng ta có khả năng xả gia ly dục không mà làm cái chuyện đó, nó bức mình đó. Đừng có nói chuyện đùa nghe, mà nói chuyện trên trời dưới đất đó nghe, mà làm theo là điên á. Tu mà giết người ta cười chê chết. Càng tu vợ chồng phải hạnh phúc. Trong cái hạnh phúc mà hiểu được cái vô thường, trong cái hạnh phúc mà hiểu được không tồn tại, một ngày nào cũng sinh ly tử biệt, vậy là đúng rồi. Còn bây giờ càng tu mà vợ chồng tự nhiên bèo nhèo, mỗi người phòng, cha mẹ mà đến gặp cái cảnh đó ai chấp nhận quý vị? Người thế gian không ai chấp nhận quý vị là cái hành động làm như điều đó chứ, hiểu chưa? Tầm bậy, tu hành vậy không phải đâu. Mỗi một cương vị có cái sự tu khác nhau. Thí dụ như thời Đức Phật còn tại thế thì có sự tu của thời Đức Phật. Không? Từ nơi đó mỗi một thời cuộc khác nhau. Nên bên Ấn Độ năm xưa người ta ba y một bát tối ngủ gốc cây. Sau này những vị tăng từ Ấn Độ tu dù là những vị chứng quả A-la-hán, mà qua bên Trung Hoa, đất nước Trung Quốc á, là người ta về cái trung hiếu, người ta đặt vấn đề này, hiểu chưa? Nên nhà vua kính thầy. Bây giờ tôi ở cung điện rộng lớn mà không lẽ để thầy tôi phải ngủ gốc cây. Nên học trò xây nhà, xây biệt thự cho thầy ở. Nó giống như hoàng cung là nơi tôn nghiêm. Thì vị biết rằng là phải tùy thuận và vô nơi đó để ở, chứ đâu có nói là ta ngủ gốc cây quen rồi. Không có. Nguyên lý đó không có. Rồi thời gian Phật pháp gần 3.000 năm tới bây giờ là cái xã hội nó đang phát triển về kinh tế, mà con người bằng đêm bằng hôm mà nào ngồi gốc cây mà ngủ, người ta đâu có chấp nhận. Bây giờ bị đi ngủ gốc cây hoặc là chỗ nào bị đi lang thang bị ngủ có chừng bị công an bắt, hỏi giấy tờ, hoặc là chó cắn không trả tiền thuốc.
Tại vì sao? Nó không có quy tắc ngủ dưới gốc cây hay đi lang thang, nên gọi là bị chó sủa cắn, không tốn tiền thuốc. Chịu, quý vị tự chịu đi. Nên cái thời cuộc càng ngày càng thay đổi thì cái Phật Pháp nó cũng theo đó mà để phát triển. Nhưng mà cái thật chất của Phật Pháp là tu giải thoát là không có mắc đi. Nhớ nghe, quý vị có thể trong mỗi một cương vị đi học Phật, cương vị giám đốc học Phật theo cương vị giám đốc, cương vị phó giám đốc học Phật theo cương vị phó giám đốc. Có nghĩa là giàu thì học Phật theo cách của người giàu, nghèo học Phật theo cách của người nghèo, đẹp học Phật theo cách của người đẹp, mà xấu học Phật theo cách của người xấu. Nhưng chỉ có một cái mà quý vị đều hoàn toàn giống nhau, đó là người học Phật đều hướng đến chỗ giải thoát để học. Đúng rồi đó. Đúng rồi, không có khác. Còn cái hình thức thì có sự thay đổi khác nhau. Ví dụ như người ta có xe hơi, người ta đi xe hơi, người ta học Phật, người ta niệm Phật giáng sanh. Còn mình đi xe đạp niệm Phật giáng sanh. Có nghĩa là cương vị nào niệm Phật cũng giáng sanh. Nhưng chỉ có một cái vì không giảng sanh, đó là quý vị chấp cái của quý vị. Quý vị không chấp gì danh hiệu thì quý vị không giảng sanh, gán chịu, đúng không? Nên cái chuyện mà vợ chồng học Phật, vợ chồng cũng được hạnh phúc, không có cái chuyện trở ngại. Chứ đâu phải tự nhiên học Phật nói buông xả cái hai chồng cách phòng. Mà có vụ này hồi xưa giờ nhiều lắm nghe. Mà nhất là nghe cái giảng mà đạt công phu, nghe giảng mà đạt công phu là ưa bị cái bệnh mà cách phòng, để muốn tâm thanh tịnh. Nó không thanh tịnh mà nó trỗi dậy còn ác nữa, không nó trỏ dậy giết rồi nó đứt bóng luôn á. Đừng nói gì dẫn chơ te tua rồi cuối cùng á, lông ngông như con bò đã nón điên á, điên. Giống như Đức kể câu chuyện mà cái ông đó, ông nghe lời Ấn Tổ mà ông không hiểu. Ấn Tổ nói viết trong sách để ghi chữ chết trên chén, treo chữ chết trên chân mài. Trời ơi, cái cha này trái ra ngoài kia chắc kêu xăm. Cái chữ chết ngay cái dáng chữ chết, ngay cái dáng chữ chết màu xanh. Vô chùa mình cộng tu nó đậu đến thì trời. Thầy cho tôi xin tu một tuần, nhưng mà chùa đông quá, thầy có cái phòng nào cho tôi ở riêng được không? Tại vì tâm tôi thanh tịnh sắp được tâm thanh tịnh rồi. Mà giờ sợ sống chung với mấy người nói chuyện nhiều, sợ tôi mất cái thanh tịnh. Không, chùa không có phòng riêng, có cái tháp tuốt trên lầu. Không có ai chỉnh gì. Ông nói tôi phải chỗ đó đó. Nhưng mà trên tháp có nhà vệ sinh không? Nói ông cha cha tháp à, tháp thờ Phật mà có nhà vệ sinh không? Lầu thứ 8 ở trên đó mình cho nó nói. Tôi thấy tôi cũng ngán quá, thấy lạnh lẽo quá, sợ ma. Nói trời là trời, tâm thanh tịnh nhưng mà sợ ma kỳ cục cái trời. Rồi ghi chết trên chán. Thôi chú ơi, chú kiếm cái chỗ nào mà có nhập thất đó, chú tu đi. Chùa này đông lắm, sao phòng riêng sao mà có. Thôi chú cố gắng luyện cái tâm thanh tịnh chú đi nghe. Cố gắng, ở đây không có nhận chú được đâu. Cái chùa hộ pháp này nó không đủ bản lãnh để mà dung chứa chú đâu. Chú là cái dạng cao nhân tiền bối ngày xưa còn ở lại trong cái thời cuộc này. Nhưng những đức nói chú một câu, dù là cao nhân tiền bối ngày xưa còn tồn tại lại thì cũng là cắt tóc sạch sẽ, cạo râu sạch sẽ, bận đồ theo thời đại này, chứ không ai thấy là làm như chú. Nhưng thấy lạ quá, thôi chùa hộ pháp này không có bản lãnh, xin mời chú về chùa khác, về chùa khác giùm. Ôi ôi, nửa tháng sau thấy ông đi ngoài đường đội cái nón lá bèo nhèo. Bà trợn luôn trời. Tại vì nhiều người, người ta gặp mình, ta nói thứ điên. Mọi người chỉ cần nói một câu điên, 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 điên luôn. Chứ làm sao? Hả? Nhiều người, người ta không có cảm tình, người ta không quan hỷ đối với mình là mình tiêu. Thấy chưa? Đọc sách người xưa mà không hiểu. Nên những đức từng cô động một câu, thấy không? Đọc sách người xưa xem căn tính mình. Cái câu này để nằm lòng đi nghe. Xem pháp mọi người, xem căn tính mình. Xem pháp ai cũng vậy, coi căn tính mình đi. Có mình làm được cái chỗ đó không? Nó chứ đừng có cao xa. Làm chuyện nhẹ, khỏe, vui, không có mất thời gian nhiều. Làm đi. Thì thấy không, cái cách chỉ niệm Phật khỏe không? Khỏe re. Càng niệm càng vui, mặt sát nữa.
Đúng không? Càng niệm càng vui, mặt sáng nữa chứ. Gì được rồi. Đó, vì thấy không? 4 ngày lễ người ta tổ chức, vì thấy ào ào chưa? Giảng pháp ầm ầm. Cười hi hi. Thì thấy không? Ào ào, giảng pháp ầm ầm, cười hi hi. Được rồi. Gà ăn uống ngon lành. Ngồi, trời ơi, Chủ nhật này đúng là cái điểm đặc biệt, các vị thấy không? Nếu như mỗi địa phương mà có ngôi chùa gì, đúng là chúng sanh có phước. Ta về chùa, ta tu ngày Chủ nhật, đúng là một tuần lễ ta làm việc cực khổ, ta về đây ta được hưởng thụ cái niềm vui. Thấy không? Xong chị em người tu cũng gặp nhau, ngồi ăn cơm dưới đất, trên ghế, ngồi tá lả âm binh, cũng ly niệm Phật, cười hú hí, cười là sướng. Có ai nói cười mà khổ không? Ai nói cười mà khổ? Có những người du duyên thấy ghê, du chùa nó chùa vậy mà tu cười thấy ghê. Tôi nói cho bụng đó, đúng là không, không duyên nhau. Tôi thấy tôi động viên người ta cười, không mà vô ra chùa chưa vậy chứ nói trừ chùa gì cười tới ghê, cười mà ghê, cái mặt ông nó ghê á. Cười mà ghê cái gì, dù có cười cỡ nào cũng không có ghê, có nhiều nụ cười mà giống như khỉ bạc má cũng đâu có ghê đâu. Ví dụ như bây cười, nhưng có những người tự nhiên mình cười thì cái tiếng dễ thương, có những người cười thì cái mặt cái dễ thương, nhưng có những người cười thấy ghê lắm, nhưng mà cười vẫn là được à. Ví dụ như không, vì mà có duyên rồi, vì cười người ta cũng cười theo nữa, nhưng tự nhiên mình cười. Hiểu không? Hoặc là có những người tự nhiên cười được rồi, tôi cười tiếng nào kệ tôi miễn tôi cười được rồi, được rồi, tại cái tiếng tôi vậy tôi vui, buồn sao cười, đúng không? Mày cười là ngon rồi, thấy không? Quý vị về đây tại sao người ta về đông? Cười, cười mà về đông. Bây giờ quý vị nghĩ cái thế giới cực lạc gì sao mà mười phương khắp pháp giới muốn về? Cười nhiều mà về. Tại sao địa ngục gạo quỷ người ta không muốn đến? Khổ ai đến chi? Tại mình thôi, mình chọn. Gọi là cái gì? Thiên đàng có cửa thì không về, địa ngục không có cửa mà xô vào. Tại mình. Thiên đàng là có đường chỉ đi, cực lạc là có đường hướng về, đúng không? Nhưng mà địa ngục là Phật không có chỉ đi xuống nha, nhưng tại mình muốn đi xuống, thấy chưa? Nên cái thế giới cực lạc mà người nhiều người người ta muốn đến, đó là vì người ta vui mà người ta muốn đến. Nói mà nghe là mê rồi, thượng thiện hội tụ một nơi, ý nói là con người đến gặp là thiện không? Bây giờ quý vị về chùa Hộ Pháp thì gặp nhau, phải chị em thiện gặp nhau thích không? Từng nào mà không về là bị buồn liền. Chị em gặp nhau vừa gặp mét hai ngàn lại xong em, xong xong chị chân cẳng sao nhất không? Cùng hơi ê ê. Bữa lễ xong về đi, chồng nó hỏi mày lễ 4 ngày tao thấy mày đi hư khác rồi đó. Chồng chị nó có nói gì không? Không, chuyện này chị khỏe lắm em, về mặt sáng nghe lời thầy tắm cái sạch sẽ gì. Chồng nó gặp nó công nhận đi tu về mặt sáng ghê, thấy không? Công nhận thầy cũng vậy, hay thế ghê. Mấy lần trước á, lại xong chạy về nó gặp nó tránh xa ra, nó chê thế ghê. Bây giờ lại xong về nó gặp nó nói trời ơi sao đẹp dữ vậy. Thấy chưa? Nên tu về ta gặp ta mê, mai mốt mới dẫn ta đi tu. Chứ bây giờ mình tu về mà cái mặt về mà lễ Quan Âm về mà mệt mặt. Con nấu mẹ gói mì coi. Mệt quá trời mệt. 2000 lại. Ông Đức không biết ổng là cái thứ gì, ông niệm thứ gì. Lúc ổng lễ, ông la, lễ theo muốn chết luôn. Cái chân đau cũng hơn cái gì nữa mà ổng cứ động viên hoài, lễ cũng gần chết thôi ổng. Ông nói là thiếu lại là chưa viên mãn. Tính ngồi nghỉ thiệt luôn. Nhưng mà cứ nghe cái câu văn vẳng bên tai, thiếu lại không viên mãn. Đang lễ mất tiểu muốn chết luôn, con giáo đi luôn. Ông nói đi là thiếu 10 lại. Ông kêu nguyên buổi chiều không uống nước, nghe lời của ông uống nước khô của cổ của con chết. Mẹ đuối quá con, đâu mẹ có mì của con. Chồng nó nói, mày thấy chưa? Mày thấy chưa, tao nói với mày, mày có khôn đâu. Tao ở nhà tao ngủ mấy ngày nay sướng muốn chết. Mày đi tu chi mà tao thấy mày tả tơ hết chứ.
Mày giờ mày nấu mì ăn, mày nấu không nổi, bắt nhỏ nấu cho mày ăn. Tôi mệt vậy đó, tôi mệt vậy mà tương lai tôi giảng sanh đó. Không có chuyện tới, mày giảng sanh hả? Mày cứ giảng sanh, mày không lo nhà cửa mày giảng sanh hả? Tán cái quạt mà giờ giảng sanh hoài. Gào hết rồi kìa mày giảng sanh. 4 ngày mày đi lễ của Táo Quán đi âm, mày có đem bịch gạo về không? Tôi không có đem về gì hết trơn á, nhưng mà phước báo đầy trong mạng rồi đó. Thầy nói, thầy, tao nói với mày nghe, bữa nào tao lỡ để tao gặp thầy Đức tao xử ông đó. Cho mày biết á, cho đừng có nói mày nói giỡn chơi với tao. Cái gì mày tu 4 ngày không có miếng gạo rồi đem về hết trơn, mày nói nó phước báo đầy trong mạng. Phước báo đâu tao không thấy, tao thấy cái lù gạo hết trơn rồi kìa. Không, lễ của Táo Quán thì âm gì bèo nhèo, cái tâm quan âm nó phải vui. Đi vui, người ta nói gì tới mình cái Quán Nam Bồ Tát. Hiểu không? Nó còn có thể nhẹ nhàng chút, quý vị nhớ đó. Nên mình á, đi tu hành á, mà về á, quý vị biết rằng cái tâm trạng mà nó an lạc là nó phải giải quyết vấn đề gia đình. Nhớ nghe chưa? Cái tâm an lạc là giải quyết vấn đề gia đình á. Còn ở đây là người dân nước lã gặp nhau, bèo nước gặp nhau, có gì đâu giải quyết. Nó nên về nhà mà gặp chuyện gia đình mà giải quyết á, gặp mấy cái chuyện mà éo le trong gia đình mà giải quyết được á là tu hành đó. Thấy chưa? Chồng con, vợ, bạn thân, cha mẹ để mình giải quyết đó. Giải quyết làm sao mà thuận tình thuận ý với nhau. Đó, mà ngay cái chỗ chữ gì, chữ nhẫn. Mà trong chữ nhẫn nó có trí tuệ để có lờ lẽ để giải thích cho nó nghe. Như vậy thì cái chuyện đi tu quý vị hay dữ lắm. Nha. Bây giờ quý vị coi như chùa mình y vậy đó, tổ chức xong rồi hết trơn. Đâu rồi đó chứ. Nha. Bữa sau lại một cái sáng cho mấy cô nấu một chút. Mấy cô mình chuyến này lễ lết bánh. Phục vụ 4 ngày, những đức trước đó cũng động viên mấy bả. Nếu như mấy cô ở đây mà không lễ được 2000 lại thì lịch sử không có ghi tên mấy cô vô, nó trời. Làm công quả không, không được ghi hay nó không. Cái chiến này là lại của Táo Quán Thế Âm. 2000 lại, kỷ niệm 2000 lại chứ đâu có nói công quả trong đó đâu. Công quả là công quả riêng biệt chứ nó không có dính 2000 lại. Trời ơi trời, vậy làm cả ngày vậy cố gắng. Nó, những đức nó hôi tì mấy cô, có những cô nào mệt thì cứ nghỉ, không có ép nghe. Nhưng mà lịch sử không có ghi tên. Vậy thôi à. Bà gắng cố gắng, mấy bà không biết với bà nào bà nấy, tất cả các cô mà nó ra nó lại, hô hà nó lại quá trời. Đứa nào cũng lại được 2000, không bỏ một lại. Bữa sau lại, bà nào bà nấy đi 2 hàng thôi. Lết bánh hết trời, bà đi te tua hết trời. Sáng cho nó nấu mì thêm bữa nó cho chúng ăn. Trưa bắt mấy chú mấy thầy nấu, cho mấy bà nghỉ được ngày. Thấy dạng tình gì? Tình nghĩa chưa? Sống tình nghĩa vô cùng phải không? Thế nó nghỉ được ngày, nghỉ ngày bữa sau tiếp tục nấu ăn. Nó nên nó bị biết rằng sống với những đức ngộ lắm. Người ba trợn là kỳ cục lắm, không biết làm sao. Nên mấy cô, mấy chú, mấy thầy, mấy cụ nó thôi, tôi sống với ông này, tôi chịu đựng thôi chứ không. Có lúc thì cũng vui dữ lắm mà thất thường dữ lắm. Khi vừa cừ đó, cái quay lại kênh liền. Ngộ ghê. Tự nhiên vừa la bà thường chủ ào ào vậy đó. Phật tử ta vừa bước lại chào thầy cái. Chào cô. Chào cô, lâu ngày không gặp. Sao lâu không thấy đi đến chùa này kia đâu. Cái bà đó vừa đi, cái quay là bà già. Bà, tôi nói cho bà biết. Bà mà không ổn định là bà chết. Không có chuyện giỡn chơi đâu nghe chưa. Phải lo niệm Phật nghe không. Cái Phật tử kia chào thầy. Chào Phật tử. Lễ được 2000 lại không? Về thấy khỏe hả? Khỏe, vẫn khỏe thầy. Cảm ơn. Cảm ơn thầy dữ lắm nha. Lễ được 2000 lại tròn vẹn tròn. Cảm ơn thầy quá trời. Lễ của nó vui gì đâu vui. Cố gắng về, cố gắng niệm Phật nha. Chào cô nghe. Quay quá. Bà tôi nói cho bà biết nha. Bà đúng là nó diễn cảnh liên tục. Nên mấy thầy mấy chú mấy cô mấy cụ nó thôi. Không có đón được ông này, sống gần gũi không đón được ông. Ông sao kỳ cục quá. Chuyển biến từng sắc na lạ quá. Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gì biết không? Tâm trạng an lạc. Tâm trạng an lạc lên giảng với bị nghe. Thấy chưa? Tại sao mà mỗi tuần đến đây? Vui mà đi đến đây. Chứ buồn đến đây làm chi? Mỗi tuần chủ nhật mà đi đến đây mà cái mặt mà nghe pháp mà.
Bước ra mấy bà kia hỏi, ủa này thầy giảng hay quá trời, mày có nghe được câu nào không? Hay, không nghe được câu nào hết trơn. Trời trời, thầy giảng ầm ầm mày không nghe là sao? Ngủ chết luôn. Ông dũng giả ngủ hơn cái gì, đúng không? Nhờ cừ nó buồn ngủ, tỉnh veo. Mà nhìn xuống nghe, trời ơi cái sắc diện ai cũng nó hồng. Không, nó cười nó hồng hào lạ lắm nghe. Nên quý vị biết rằng đó, một ngày chủ nhật này là ngày gì biết không? Tích tụ nguồn năng lượng cao cấp. Tích tụ nguồn năng lượng cao cấp từ một cái phương tiện chia sẻ về tịnh độ để niệm Phật. Nhờ như vậy mà Phật quang phổ chiếu bao trùm nơi này, quý vị được đang tắm mình trong quang minh của Phật Bồ Tát. Không đơn giản đâu nghe. Nên con người tự nhiên ngồi ra thấy nó bình an. Bình an mà có nhiều bà ngồi trong kẹt ngủ luôn. Không giỡn nghe. Nó bình an đến mức mà ầm ầm mà vẫn ngủ. Cái này là quá an luôn á. Là định sâu, định sâu. Có nhiều bà mà đầu tiên là bà ngồi tuốt ở ngoài trong chuyến giữa này. Mà bà nghèo một chút mà mình như đứa thấy bà lết từ 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 từ. Hồi đó kể câu chuyện mà cái bà lết á. Trời bà lết vô mà bà canh hay nghe trời. Cái phòng người ta mà bà biết cái phòng không bấm cửa. Chắc là bà canh cái phòng trước làm sao. Coi cửa nẻo sẵn hết á. Vì mà bà ngồi đâu 40 phút cái bà lết. Nhưng Đức thấy cái bà là sao lạ bà lết vậy ta. Mắt mình mà ngồi đây giảng pháp nó sáng lắm nghe. Từ đầu này bên đầu kia nó quay lại ghê lắm. Thấy chân à. Bà nào chỉ cần nhúc nhích cái là biết. Thì lết. Bà lết tới cái cửa đó, bà là bộ giữa cửa, bà mở mắt bà coi. Bà là bộ bà nhìn mình, bà tưởng nó mình không thấy. Mình thấy bà từ đây bà lết qua đây mà xạo. Bà có mua đồ gì, mình để ý bà này có mua đồ gì phải không? Cái tự nhiên, cái đầu bà thấy mình đang nhìn bên đây, mình nhìn bên đây mà ông mắt này nó nhìn bên đây. Hai con mà, con nhìn bên đây ha. Nè, nhìn nè. Đó, thấy chưa? Cuối cùng, bà tưởng rồi Nhân Đức nhìn qua bên đây nhưng thật sự con mắt này nhìn đây. Đó. Cuối cùng Nhân Đức thấy bà mở cửa nghe, mở nhẹ 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 ra, bà xô cửa một cái đầu. Nhân Đức quay lại nhìn bà cái bà. Cười bình thường. Xong cái là bà Đức nhìn bên đây, nhìn qua bên đây nhưng mà thật sự mắt nhìn đây. Cái Nhân Đức thấy bà lủi chui vô cái phòng. Cái bà xô cái cửa nhẹ lại. Rồi bà nằm trong đó đâu cả 1 tiếng. Không biết bà làm gì chẳng không biết, 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ sao? Cách tới giờ hồi hướng á, bà canh nó ghê thiệt. Vừa mà sắp sửa tới giờ hồi hướng, bà biết giờ giấc nghe. Sắp sửa tới giờ hồi hướng, Nhân Đức thấy cái cửa nó mở nhẹ 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 ra. Cái tự nhiên sao bà chui ra. Bà chui ra xong cái bà dựa vô cái cửa, cái người ta vỗ tay bà cũng làm theo. Rồi cái đầu hồi hướng bà chắp tay lên. Nguyện đem công đức này. Đầu bà hồi hướng liền vậy đó. Ngộ ghê. Không mà ngộ thì có nhiều người làm vui ghê nha. Nhưng mà cái đặc biệt của cái hội chúng mình là đa phần là thức tỉnh. Nhờ cái gì biết không? Cái cách chia sẻ mà vui á, làm cho ta tỉnh. Chứ nếu như mà nói từ kinh giáo hồi nãy giờ là dưới ngủ gục. Ngủ gục sao nghe? Ngủ gục sao cười? Tuy là nó định nhưng mà nó định đến mức mà mình chịu không nổi với họ luôn. Bây giờ có nhiều cô mà ngồi mà mấy cô định kiểu này ai chịu nổi mấy cô? Như chùa mình có chú Tâm Nhiên á. Ông này là ông ngủ mà từ khi vô chùa tới giờ. Sáng nào ông tu cũng ngủ gục. Ngộ ghê, ngủ dữ lắm. Mà có lần mà ông tụng kinh Vô Lượng Thọ thời đó còn 15 chương kinh buổi sáng á. Ban đầu ông tụng nhìn lên trên Phật. Ông ông tụng một chút á. Không biết sao, ông quay. Ông quay qua mấy cô. Mấy cô trong chùa mình. Ông quay qua mà ông làm nè. Mà ông chuyên gia mà ông tụng kinh. Ví dụ như Phật A Di Đà Thân Kim Sân. Cái đó ông gừng khờm chút không là. Mà chuyên gia ngủ gục là ưa cái bệnh. Đang người ta tụng àm cái. Cái đầu mở mắt ra cái. Vậy mà từ đầu tới cuối ông chơi vậy đó. Ông chơi một chút cái ông quay không biết tụng sao mà ông quay vòng vòng từ từ. Ông quay qua bên mấy cô trẻ vậy đó.
cái chú cái ông mở mắt ra ông nói trời 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 sao tôi quay qua đây kỹ trời. Đầu tiên thì nhìn lên Phật mà quay chứ quay qua mấy cô. Trời trời ngủ gục mà đến mức vậy luôn trời ơi. Đúng là phải thấy con người mà ngủ thấy ghê không mấy cô. Ghê thiệt chứ. Nó có khi mà trời ơi mình mà mệt rồi mà ngủ mà. Bởi vì đừng có nói ai ngủ mà đẹp. Ban đầu thì cũng nghe lời Phật dạy đồ ngủ nằm. Nằm kiểu như Phật đẹp lắm. Nhưng tiếng sao á. Tiếng sao thì bà nào bà nấy. Trời ơi bà bẻ mình bẻ mẩy. Chân cẳng bà gác tùm lum. Chứ có bà nào ngủ đẹp, ông nào ngủ đẹp đâu. Những đứa cũng vậy thì mới vô trước khi ngủ mà niệm Phật á. Cũng ngon lắm nghe, nằm được nghe. Mặt dễ thương lắm. Giống như muốn bị khuyên vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật A Di Đà, Phật rước con lúc nào con theo Phật lúc nấy liền. Một chút nghe, tiếng sao. Thêm tiếng nữa cái. Nửa đêm cái. Trời ơi trời. Cái kiểu này quý vị coi thấy không? Con người khi mê á, ý muốn nói nghe. Con người mình khi mà mê, càng mê chừng nào thì nó càng tối tâm chừng nấy. Nó mất hoàn toàn định hướng của chính mình luôn. Ghê chưa? Nên quý vị biết rằng cái ngũ dục lục trần này mà mình càng mê đậm chừng nào thì con người mình càng nặng về nó, càng mê chừng nấy. Nên trong cái giấc ngủ là quý vị biết mình đang mê hoặc điên đảo cỡ nào chưa? Nên tổ sư mới nói rằng là khi ngủ bằng đêm thì giống như mình chết một lần đó. Có những người ngủ mê mà tự nhiên đang nằm cái giường té xuống cái rầm nằm dưới ngủ. Sáng giật mình, ủa sao nằm đây? Mà trong khi tự trên té xuống cái rầm mà vẫn nằm ngủ luôn. Nó mê đến mức như vậy thì giống như là chết một lần rồi. Như vậy thì cái cuộc đời đến thế gian này cái gì cầm theo? Giống như chết rồi cầm theo cái gì đâu. Ở trên giường té xuống cái rầm nằm ở dưới ngủ. Ban đầu đi đắp mền, nằm trên gối, niệm đàng hoàng. Nhưng mà té cái rầm xuống dưới nằm không luôn, ngủ dưới. Ý muốn nói rằng cuộc đời đi đến thế gian này cuối cùng chúng ta không có cái gì ở của cải này mà cầm theo được hết. Thấy không? Có chưa? Đó, ban đầu còn thức thì tự nhiên nằm bên cạnh chồng đồ này kia đồ nói chuyện tình cảm đúng không? Nhưng mà ngủ mê một chút rồi nó lăn lộn qua bên kia. Một đứa nơ, một đứa ngã đúng không? Đó, chứ có ai mà ngủ mà nó ôm nhau hoài ngủ đâu. Có vợ chồng nằm ôm nhau hoài ngủ không? Không, ôm chút mà. Rồi tới ngủ mê là mỗi đứa mỗi nơ. Có khi tôi lăn quá mà tôi đá chồng không chừng nữa. Chứ không giỡn đâu nghe. Nên mà quý vị khi mà nằm kế chồng quý vị ngủ, quý vị sẽ nhìn được cái vô thường. Khi chồng mình nó ẩu xỉn gì á, bắt đầu là nó ngủ xong nó mê đó, thì lúc đó quý vị thấy nước miếng nó chảy ra nha. Rồi gặp thằng chồng ngái đó, chắc chắn mấy bạn đây gặp thằng chồng ngái mà ngủ mà chảy nước miếng nữa đúng không? Le lử nữa, mắt trợn. Có những ông ngủ mà mắt mở ra nữa. Nó ngủ mà làm nè. Mà nhìn trời là trời, nhìn quý vị nhìn mà mắt ghê luôn á. Mà nhất là thằng chồng nhậu. Mà nhậu mà đêm hôm nhậu xỉn quá mà nó vừa ói mửa nữa. Mình mẩy nó còn dính đồ ói mửa nó, quý vị hiểu không? Vì vừa nhìn thằng chồng quý vị nói đúng là cái cảnh tình này mà mày không giảng sanh nữa thôi. Vậy mà mày dám hứa hẹn với nó là đời sau gặp lại. Thôi xí, xí bùm bùm. Phật A Di Đà ơi, xí bùm bùm. Cho con nguyện lại. Lúc trước con biết sao mà con tối tâm gì đâu mà kỳ cục. Nói gì mà con hiện hẹn đời sau gặp nó nữa. Phật A Di Đà ơi, cho con xí bùm bùm. Con nguyện lại. Con nguyện con chết đi con về với Phật A Di Đà. Trời ơi, con giờ con không muốn theo chồng con đời sau nữa Phật ơi. Phật chỉ đi, chỉ đi con phải làm sao để con đừng có dính thằng chồng nữa, chứ con lỡ hứa rồi. Con hẹn với nó rồi, thầy nói nguyện là thế nào cũng dính à. Bây giờ con nguyện, bây giờ con nguyện lại được không? Xíu bùm bùm. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu nguyện lại liền. Phật A Di Đà ơi, đời này của con không có hẹn gặp chồng con gì nữa hết. Con chỉ nguyện sanh về cực lạc, ở thế giới cực lạc thôi. Vậy từ hôm nay con phải làm sao con mới được về cực lạc? Thì Đức Phật A Di Đà nói rằng con cố gắng niệm Phật. Con phải gầy dựng cái tâm lại. Lúc trước cái tâm con muốn gần chồng bao nhiêu thì bây giờ cái tâm con muốn gần Phật A Di Đà bao nhiêu. Vậy thì đổi cái tâm đó lại, con gần Phật A Di Đà như cái tâm ngày xưa mà muốn gần chồng. Hiểu chưa? Thì từ nơi đó cái nguyện nó đã thay đổi thì cảnh giới của con cũng thay đổi.
Còn sống là còn cơ hội để thay đổi. Tất cả cái nguyện gì đã từng nguyện ngày xưa sai lầm, đời này vẫn có cơ hội để sửa lại. Nhớ nghe. Có nhiều bà hỏi thầy, thầy, con ở trong con thấy tu xong, thầy hồi hướng xong hết rồi, nhưng mà con thấy sao chưa đủ. Bây giờ thầy cứ nghĩ đi, ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sợ, ông cốc, ông chí, ông chép. Dòng họ bên nội, bên ngoại, hai bên, mà thầy hồi hướng có chút xíu, con thấy chưa đủ, tội nghiệp họ quá. Con tu xong con ra ngoài đài Quán Âm, con quỳ trước Phật với Đà, con ghi một sớ, con hồi hướng. Hồi hướng tá lã âm binh, con hồi hướng cho đầy đủ. Vậy có được không, không thầy? Nói được, được. Nhưng mà được kiểu này khi cặn tới nghiệp là có trở ngại. Tại vì sao? Vì cái tâm của mình nghĩ tới ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sợ, ông chí, ông chét. Thì quán gia trái chủ nó hiện ra, ông chí, ông chét, nó đến nó tìm mình. Nó gây ông bà mình đi mất tiêu hơn. Nhưng mà bây giờ quán gia trái chủ kế bên nó biết mình đang dính cái gì đó. Nó biết mình dính tùm lum tùm la đó đó, nên nó hiện ra tá lạ ông binh ra luôn. Nó lỡ nó nói đây, ông chí, ông chét này con. Căn tử nghiệp nó, ông chí, ông chét nè, ông cồn, ông sợ, ông sợ, ông sợ, ông sợ, ông sợ, ông gì, ông cốc chí vậy đó. Nè, mỗi ngày hồi hướng này con. Lúc đó mình mê hoặc điên đảo, ông chí chết đó hả, con đi theo ông nghe, thấy chưa, tâm bậy rồi đó. Nên mình toàn tâm toàn ý theo Phật A Di Đà, một câu niệm Phật mà không cần hồi hướng nó cũng viên mãn nữa. Người niệm Phật là muốn sanh cực lạc là hồi hướng cực lạc đó. Một câu Phật hiệu mà niệm là thật sự muốn sanh cực lạc đó. Người mà chân thật niệm Phật là đang cùng với quan gia trái chủ niệm Phật sanh cực lạc đó, hiểu chưa? Chứ đâu quý vị nói hồi hướng cho một đống, thì hồi hướng bao nhiêu nó cũng đâu có hết chúng sanh. Cái câu chúng sanh là cái câu mà gọi là chung. Chung là đầy đủ, viên mãn. Nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh, là mình và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Mình là sao? Là mình tu. Nên mình và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo là viên mãn. Chúng sanh là có ông bà cha mẹ luôn. Có ông cốc, ông chí, ông chét, ông chê cái gì đó nằm trong đó hết rồi. Nên từ nơi đó mà chỉ cần một bài hồi hướng này cũng đủ rồi. Nên mấy bà, nhiều bà trong đây lắm nè. Nhiều bà trong đây lắm nè. Xong rồi mấy bà quỳ rồi mới đọc tá lã âm binh. Phật A Di Đà ơi, con phá thai hai lần, mẹ nguyện hồi hướng cho con nghe không. Mẹ, con đừng có theo quậy phá mẹ nghe con. Để mẹ tu nghe con. Ba mẹ ơi, ba mẹ mất rồi, con tu hồi hướng cho ba mẹ nghe. Ông nội ơi, ông nội, hồi hướng cho ông nội luôn. Ông ngoại bên kia cũng con hồi hướng cho ông ngoại luôn. Cô gì mới mắc cũng hồi hướng luôn. Hồi hướng dữ lắm. Nhưng cuối cùng có viên mãn đâu. Cái câu chúng sanh là người ta đầy đủ hết trơn rồi. Nên đã là chúng sanh thì tặng hư không khắp pháp giới. Còn hồi hướng về riêng biệt như vậy thì đâu có tặng hư không khắp pháp giới. Mà cái công đức viên mãn, cái công đức là gì? Là tự tánh. Mà là tự tánh là gì? Tự tánh là viên mãn. Nên cái tâm viên mãn là cái tâm hồi hướng. Còn cái tâm mà đọc ra từng câu là đâu có viên mãn mà hồi hướng được tốt. Nên những đức nói chùa của mình không có hồi hướng cho ai, nó viên mãn đó. Hồi hướng chung có hiểu không? Đó. Mình tu mình đã hiểu nguyên lý này nghe mấy bà. Nên trời ơi mấy bà hồi hướng tùm lum tùm la tá lả âm binh. Nên những người mà đi tu đến chùa mình là nó phá vỡ cái tâm mà mê tín dị đoan luôn. Hiểu chưa? Nó phá vỡ cái tâm mê tín dị đoan của mình sạch luôn, còn cái gì nữa. Nó nên mình là người nghe đạo phải hiểu biết. Hiểu biết. Mình là người nghe đạo, mình tu bây giờ mình tâm từ bi lắm hả? Tâm từ bi lắm hả? Từ bi mình nói, Hương Linh nhập tôi đi. Tôi muốn độ Hương Linh. Tầm bậy thế ghê, trời là thợ. Mình phải diệt cực lạc, mình mới là từ bi. Hương Linh nhập mình, người ta mượn cái thân mình, người ta nhập vào. Bây giờ âm khí nó nhập mình, giết dương khí mình mắc sạch luôn. Con người mình đơ luôn chứ không bị biết. Bây giờ quý vị coi Hương Linh mà nhập ai thường xuyên đi, cái người đó còn thông minh không? Cái người mà tâm lực nó mạnh, phương hướng nó chuẩn, sao Hương Linh nhập? Bây giờ rõ ràng, mình rõ ràng gì luôn nè, sao mà mình thấy Hương Linh? Cặp mắt của mình không thấy Phật thì thôi, thấy Hương Linh chi? Cái tâm mình có nghĩ Hương Linh đâu, thấy Hương Linh. Nhưng mà bà nào đi tu mà nghĩ Hương Linh là thấy Hương Linh đó. Tướng do tâm sanh. Cái tâm nghĩ chỗ nào nó sanh tướng chỗ đó. Nên tại sao có những người tu mà họ thấy Hương Linh suốt à? Hương Linh cứ nhập họ hoài. Nhập vô nói tá lả mình không có tin. Không có tin. Tự nhiên Hương Linh đâu nhập vô nói đây là ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ của tôi. Ông nè con.
Ông nè con với ông hả? Ông ở đâu? Nhà đó đó. Ông tên gì? Hồ Văn Hiền. Ủa đúng quá trời rồi ông nội ơi, ông nội chết lâu nhưng mà chưa siêu ông nội. Tao thương con cháu lắm nên tao theo. Tao theo con cháu, tao giúp con cháu đi sớm tội nghiệp nó lắm. Tụi bay là nhờ tao gia hộ đó nghe không? Nghe không? Nó không có tin được nghe chưa tầm bậy. Không có biết đâu. Các vị biết rằng cảnh giới quỷ thần người ta có ngũ thông. Người ta đã có ngũ thông rồi thì người ta biết được gia đình dòng họ tên tuổi. Tao biết hết trơn, các vị hỏi người ta tao biết đó. Người ta nói ra mà chưa chắc là người thân mình đâu. Cảnh giới quỷ thần nhập dựa. Nhập dựa rồi làm cho mình tin, tin rồi mình mới cúng. Rồi lâu ngày kéo mình vào cảnh giới quỷ đạo luôn. Nên mình là người học Phật, à với Đạo Phật. Thấy không? Chùa đông gì mà về đây nguyên một cái mùa lễ vì thấy có ai nhập không? Ai mà dám nhập? Dám gì hứng mặt cái vô đây mà nhập khơ khơ không có được luôn. Nó bị hổm có cái bà đó, lâu lắm rồi. Mà không phải lễ gì chứ, bình thường. Tự nhiên vô gặp mình, tự nhiên vừa gặp cái làm nè. Nói gì à? Làm gì à? Thầy ở đâu? Nói, ở đây chứ đâu? Tôi ở đây mà hỏi ở đâu? Thầy có thể làm nghi lễ cúng cho tôi được không? Không, tôi không biết. Quy y cho tôi được không? Không luôn. Vậy là thầy làm gì giúp tôi? Xuất gia đi giúp. Là cách nào? Niệm Phật. Đưa cái đầu đây. Hỏi chi? Đeo cái máy niệm Phật vô. Vừa đeo cái máy niệm Phật vô như Đức nói ra. Là cái chạy mất tiêu. Sức ra luôn. Từ đó thì sao? Như Đức nói nhớ nghe. Vô đây mà còn một lần thứ hai này tôi cho bảo vệ đưa ra ngoài. Hương Linh cũng rạnh, xanh mặt xanh mày luôn. Vô đây lo mà tu. Nhập giữa tôi có thấy đâu mà nói. Chơi với Hương Linh cuối cùng đi thưa ai? Ai làm chứng cho quý vị? Thấy không? Hương Linh nó nói xong nó đi mất tiêu rồi. Cuối cùng mà ra gặp chuyện đụng độ mới kêu Hương Linh làm chứng. Ai tin quý vị? Ai tin Hương Linh? Thôi tôi còn sống tôi chơi với người sống. Không có chơi với Hương Linh. Tôi thương Hương Linh nhưng mà tôi không có chấp nhận cái chuyện mà dẫm dựa trong chùa. Hiểu chưa? Cái điều này là quy tắc từ xưa đã nói rõ ràng rồi. Nên ai vô đây mà dám? Thấy chùa bình yên không? Trời ơi, mà gặp mấy kiểu mà đang giảng gì nghe, nhập vô ở dưới. Thầy ơi, cứu con đi thầy ơi. Cái kiểu này là chết. Nó nhập đầy à. Thầy ơi, cứu con đi. Con là thai nhi 12 tháng tuổi. Mẹ con bỏ con, khổ đau vô cùng. Rồi mình xuống, à con, thầy đã pháp danh cho con nghe không? Rồi vừa, xức ra đi con, xức ra té cái rầm. Xong cái tự nhiên, thầy ơi. Con là thai nhi 1 tháng tuổi nè thầy ơi. Lòng tới bờ tới bến bị có tiếng nghe. Có tiếng là bị làm cho người mê tín nó chạy theo. Bị đứng đó bị làm đi. Bị làm xong tiếng ta mầm ầm rồi mai mốt bị chết gì Hương Linh luôn. Sẽ có quả đó. Chứ mà biết là tôi thì sao? Thầy ơi hả? Cứu. Tao chưa cứu được tao mà cứu mày. Ở chùa tu. Mày cứ tao chùa mày tu đi. Tao cúng cái thực mỗi ngày cho mẹ. Mày nghe điện Phật. Mày cầu sanh cực lạc. Tao có cứu ai chứ á. Tao cứu cho được tao nè. Sức ra. Rồi là đố có đứa thứ hai dám nhập vô. Ông thầy nó hung dữ quá. Nhưng mà giảng từ từ cho nó nghe, nó hiểu. Nó hiểu, nó nói ôn thầy mình thẳng thắn với ông thầy mình chơi thiệt. Chơi đúng chứ không phải là chơi dụ mình. Hiểu chưa? Còn thầy kia ông vuốt vuốt mình mà mình có được cái gì đâu. Nghe không? Từ từ ta hiểu y ra cái gì, vừa nghe những đức vậy đó. Có nhiều người ta vừa nghe những đức ta nói sao nhìn mặt thầy sao? Nó phản cảm, nó vô duyên gì đâu. Có những công đoạn người ta cắt khúc quá. Vừa bước vô tự nhiên bật cái đoạn của thầy, vừa bấm lên cái vừa mới bấm vô cái thầy chết. Nó tập không gì đâu mà hết hồn gì đâu mà vừa vô cái chết rồi kỳ cục cái chợ. Thôi tắt thầy gì đó mà kỳ cục vậy đó. Mà nghe từ từ rồi mới thấy thương, ngộ vậy đó. Nên cái tình thương mà ban đầu mà chưa thương đó, nó mới là thương. Để ý nghe,
Ban đầu mà vừa gặp mà thương liền là mai mốt nó xa mau lắm. Nhưng ban đầu vừa gặp nghe thấy mặt gì đâu, giảng pháp mà kênh kênh chứ. Thử nghe vài tuần coi sao. Giảng chút nữa không thấy được được. Thấy không? Ồ, nhiều người lắm á. Nhiều người mà mới đến đây là mới vô nghe là giảng gì đâu, thứ gì nói đồ lao xế không, mà sao đi không được kỳ cục quá mấy. Nhiều bà nói vậy đó, giảng gì tào lao mà sao đi không được. À, bà chết rồi, bà dính rồi, bà đi không được. Tự nhiên giảng một chút nữa cái mấy bà kia cười nhiều quá, cái bà này bà làm cũng được. Thấy chưa, đa phần luôn là vậy đó. Đó nên những đức nói chuyện với hương linh cũng vậy luôn, tình thương mình dành cho người ta là chân thật, chứ mình không có làm cho cái người thế gian này người ta bị sợ hãi. Người ta nghĩ cái chùa mình là cái chùa gì mà tu mà nhập dữ vậy trời, còn mình là ông thầy bùa, người ta gũ nó ào ào sao. Nên chùa mình những đứa khỏe re, không ai gũ tới tầm bậy tầm bạ, nếu không người ta dẫn đến nhiều lắm. Trời ơi trời, người ta dẫn đứa mà tới ngay chân vô cái khu tăng đó mà người ta la ông sùm là chết. Nó đứng ở dưới khu tăng mà nó múa, mình cũng xuống mình cũng làm theo. Này, này hương linh ơi, hãy nghe lời thầy khuyên, quan gia nên giải đừng nên kết nghe con, để thầy quy cho con nghe, đưa đầu cho thầy vuốt. Quý vị mà làm vậy đi rồi từ đó về sau quý vị chết chắc luôn, thành mê tín luôn đó. Đừng có nói chuyện đùa nghe chợ. Người ta đều nghe cái pháp để tu giải thoát, chứ không phải là cái chuyện làm của mình. Mình là người dạy người ta, không có để cho cái người ta nhập vào người sống để làm cho người sống sợ. Quý vị đi về chùa, nếu quý vị là người đi vào con đường chánh tín mà gặp một ngôi chùa mà nhập dựa tùm lum tùm la, một con người hướng dẫn mà người này nhập người kia nhập làm sao, quý vị dám tu chung không? Không. Bây giờ quý vị coi cái nhà mà chủ nhà chuẩn xác mạnh mẽ quyết đoán, ai dám vô ăn hiếp cái nhà này. Mà một cái nhà mà chủ lề rề như bị đi, ta hù cái chạy mắt dép, vậy thì quý vị coi phải là ta ăn hiếp cái nhà này không? Đơn giản bị theo thằng chồng. Thằng chồng mà có cái nghĩa khí, có tâm lực, có nguyện lực, có cái tư tưởng, có nói chuyện, quý vị làm vợ nó quý vị cũng yên tâm. Mà gặp thằng chồng mà người ta vừa khè cái nó chạy theo lưng mình nó trốn, quý vị coi mình thua rồi, mình theo diện chồng với thua rồi, đúng không? Nó nên á, mình là người tu á, cả tâm lực của người mình phải có phương hướng cho nó chuẩn, tính nguyện cho nó cao. Vậy thì hương linh nào mà nhập, tuyệt đối thấy hương linh là không được thấy nữa. Thường thấy hương linh là phải niệm Phật liền, không được thấy hương linh nữa. Nguyện trước Phật con không thấy hương linh nữa, nghe chưa? Mấy bà thấy hoài đi, rồi cặn tử nghiệp rồi mấy bà thấy, thấy hương linh đó, chứ bị biết nó kéo bị đi đó. Đừng có nói chuyện giỡn nghe, đây là điều hướng dẫn chân thật đó, hướng dẫn vui vui mà thiệt đó, sức ngồi hộp luôn nè, thấy chưa? Đúng không? Đó nên mong quý vị ai có nghiệp chướng gì nghe tịnh độ cũng cố gắng niệm Phật đi, phá thai bao nhiêu lần cũng cứ niệm Phật đi, rồi dù cho bất hiếu với cha mẹ sát sanh nhiều cỡ nào hôm nay niệm Phật đi, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, cứ chân thật niệm Phật, nó tính nguyện niệm Phật, bệnh đau đừng có đi tìm bác sĩ, nghe không? Đừng uống thuốc, còn lỡ uống thuốc quen thì uống vài viên chơi, cũng quen quá nghĩ luôn không được. Vừa nghe gì về cái tự nhiên đang bị tim uống mỗi ngày, cái tự nhiên về cái nghe thầy nói tôi không uống thuốc nữa, cái đi về nhà cái tự nhiên đi về tới nhà cái chồng hỏi cái gì thế ghê vậy? Không uống thuốc, không uống thuốc được, tim phát rồi. Sao bạn uống đi, thầy kêu không có uống. Thật là chồng thầy nó muốn giết vợ tôi vậy chợ, uống không? Mấy bà uống bớt lại, dùng như thường ngày mấy bà uống 5 viên đúng không, bữa nay uống 2 viên thôi, uống 2 viên phát triển 3 viên kia là mình tâm lực phát lên, rồi từ từ giảm xuống nửa viên, còn viên rưỡi, còn thời gian nó còn viên, rồi từ từ bẻ 1 viên còn nửa viên, rồi đủ lực rồi vớt nửa viên nghỉ uống được rồi đó, hay không? Nhớ nghe. À, còn lỡ mà mệt mỏi cái gì đừng có đổ thừa tôi, cái này là tôi khuyên thôi, đừng có đổ thừa tôi, nghe chưa? Mấy bà ơi đổ thừa lắm. Tao chỉ cho bà tính nguyện niệm Phật giảng sanh thôi, còn không chịu nổi thì uống kệ mình, nhớ không? Nói thòng câu này chứ đâu thừa đó, tại ông thầy hướng dẫn mà chờ tôi chết, không uống thuốc nó chết, đúng chưa? Nó thọ mạng đến thì đi, không nói vòng vo chứ, nghe chưa?
Nếu như chúng ta muốn đời này của mình mà được giảng sanh thì mình phải gầy dựng cái tính nguyện tính tâm này cho nó mạnh mới có thể thành công. Nếu như lúc bình thường gì cũng niệm Phật, cũng cầu sanh cực lạc, nhưng đi đâu cũng kè kè cái bịch thuốc theo, hoặc là bệnh đau một chút là chạy tìm bác sĩ liền. Vậy thì chúng ta xem lại cái tính nguyện tính tâm của mình nó có vấn đề hay không. Có vấn đề. Lúc mình còn khỏe gì thôi mà mình đã không vượt qua được một chút bệnh tình khi đang sống à. Không chi là lúc mà cặn tử nghiệp của mình sao mà chịu nổi cái thân tứ đại rã rờ. Khi cuối cuộc đời mà thân tứ đại rã rờ là việc này khó ai vượt qua. Nên phải được sự rèn luyện khi mà mình đang còn sống này nè. Nên những đức rèn luyện mình suốt gần 20 năm. Chắc là không uống thuốc gì hết á. Như những đức nói với vị là mình phải tin sâu nhân quả. Tin thọ mạng đến lúc đi là phải đi. Còn thọ mạng chưa đi là bệnh thì bệnh chứ không chết. Không chết. Nhưng mà mỗi lần mà bệnh mà vượt qua bệnh cái là nó tăng tính tâm. Như chùa mình là các cụ được rèn luyện là các cụ không có đi tìm thuốc và tìm bác sĩ nghe. Chùa mình đa phần các cụ luôn á. Mấy bữa trước có một cô này chủ nhật cũng thường đi đến chùa. Cha cô bị bệnh, ông thì cũng ít nhiều niệm Phật. Cha bị bệnh thì đưa vào trong bệnh viện. Khi đưa vô bệnh viện trước đó ngày thấy mồi chị không được thì khuyên cha nên vô chùa, mà chờ tới giờ đó cũng khó không? Ngày thường ngày không tu mà đâu phải đơn giản, gần chết mà đưa vô chùa sao được. Mà ông cũng không chịu vô chùa. Xong rồi bữa sau lại thì ông chịu vô chùa. Vừa đưa ông ra khỏi bệnh viện thì ông chết liền trên xe. Thì cô đó mới vô đây xin đưa ba vô đây hộ niệm. Nó chết queo hộ gì nữa. Lúc còn sống phiên còn chịu niệm Phật chết queo đưa vô đây. Người ta vừa làm lễ xong le lử luôn. Còn đưa người chết vô đây để hộ niệm nữa. Chùa mình đông mà cái đà này chắc chết quá. Đâu có được đâu, đúng không? Mình thấy rõ ràng lúc con người ta còn sống có khi suy nghĩ mình chưa chết, mà khi cái chết đến thì bất tử trở tay không kịp, không chịu lo tu hành trở tay không kịp. Thấy uổng một đời chưa? Nó qua một đời. Nó cái người được vô ngôi Tam Bảo, nằm trong ngôi Tam Bảo thì nó cũng là phước duyên ấy lắm. Nên trong nhà Phật nó nói là phước huệ. Cái duyên gặp, cái phước hưởng, cái huệ là sáng suốt. Nên một con người mà chỉ có duyên phước thì nó, nếu nó không có trí huệ thì chắc chắn là người này sẽ bị mê mờ. Khi con người mà không có trí huệ, nó không có phương hướng, không có nhận thức con đường. Họ có khi duyên phước về nhưng họ lại lao theo trần cảnh, không có chịu tu giải thoát. Đó là gọi là không có trí huệ. Người có trí huệ người ta sẽ nghĩ con đường giải thoát là quan trọng. Người có trí huệ thì người ta sẽ rất tỉnh táo khi cuối đời. Mà người trí huệ thì người ta tin câu Phật hiệu, người ta niệm Phật. Còn nếu như có duyên và có phước là giàu sang, nhưng mà thiếu trí huệ, mà không chịu tu, không chịu niệm Phật. Khi không chịu tu, không chịu niệm Phật thì dù có duyên phước dày cỡ nào thì đọa vẫn là đọa. Nhớ nghe, đọa vẫn là đọa. Cái việc này phải nhớ á. Nên cái người mà gầy dựng tính nguyện là đang gầy dựng trí huệ đó quý vị. Người mà tin vào câu Phật hiệu, mà tin vào định lực nhân quả, tin vào khi thọ mạng đến là mới chết, là có trí huệ đó. Bây giờ quý vị biết rằng á, cái lòng tin những đức đối với câu Phật hiệu càng ngày càng sâu là do có sự trải nghiệm. Quý vị biết cái mùa dịch bệnh những đức đâu có chết với sinh đâu. Lấy những đức để làm thí nghiệm nè.
Vì bệnh không bệnh, nặng không nặng, mà chết không không. Không chết, thấy không? Nó rất là rõ ràng là khi mà mình tin vào định lực nhân quả, thí nghiệm là biết liền gì đâu, không chết. Thì quý vị coi trong cái mùa dịch, có khi người ta trong nhà người ta bệnh dịch hết trơn, nhưng mà đâu phải người nào cũng chết, hiểu không? Nó có những người người ta lao ra bên ngoài, người ta phụ việc luôn, vậy mà ta không bị dính dịch bệnh. Nhưng mà có những người trốn trong nhà không, dịch vẫn là dịch, gà vẫn là gà, chạy không thoát. Thấy chưa? Qua những cái trường hợp này thì mình là người học Phật phải sâu sắc nhìn vào định lực nhân quả. Đã tin vào định lực nhân quả, tin vào thọ mạng đến là phải đi. Nó có những người bị thấy sôi sỏi vậy, tự nhiên thọ mạng đến, bước xe ra, bước ra ngoài xe đụng cái rầm chết queo. Có những người khỏe sôi sỏi tự ngủ đêm sáng mai nằm trong mùng kêu hoài không thức, chết queo. Thấy không? Có những người tự nhiên đang đi bình thường, dắp té cái rầm, té cái lu, cái ầm, dội qua cái cây cái đùng, chết queo. Nó chết lạ thường, thấy không? Rồi có những người tự nhiên cầm con chó, thương con chó con, cái lấy cái tay nó chọc, nó cho con bắp, cắn vô cái tay chảy máu, nghĩ rằng chó con mà cắn đâu có chúng độc gì đâu, chó con mà đâu có độc. Vậy mà con chó con này là có nghiệp duyên với con người này, tự nhiên nó làm chảy cái tay, chảy miếng máu vậy mà bị dính nọc chó, rồi vài bữa tự nhiên cái giật cái bộp cái chết quèo. Cái thọ mà đến lúc chết rồi nó chết vô duyên vậy đó. Còn có những người chó điên cắn không chết, đúng không? Có những người thọ mạng chưa đến á, xe 50 chỗ đụng cái rầm văng 70 thước, rớt xuống cái hầm cái đùng lội lên đi ngờ ngờ, không chết. Thọ mạng chưa đến sao chết? Diêm vương chưa ký sổ, nào, thấy không? Còn người mà đã diêm vương đã ký rồi thì đòi mình canh ba không lưu lại được canh tư. Dù có bác sĩ giỏi cỡ nào, dù có tiền bạc nhiều cỡ nào, dù có danh lớn cỡ nào, dù ông vua cũng phải chết. Còn người tính nguyện niệm Phật thì giờ đó Phật Ai Đà đến trước thì Ngài đến trước, hiểu chưa? Còn người đã không tính nguyện niệm Phật, không tu hành gì, thọ mạng đã đến lúc diêm vương đòi canh ba thì bạn không lưu lại được canh tư. Con người chết và đi vãng sanh đều là đến lúc thọ mạng đến. Mà người niệm Phật thì có thể vượt qua được thọ mạng luôn, là người này có thể đạt được công phu tôi thật sự muốn vãng sanh. Như vậy thì Phật A Di Đà cũng sẽ đến trước thời gian để rước quý vị luôn. Mà đi vãng sanh là điều rất là tốt. Còn người niệm Phật tu rất là tốt, người có thể ở lưu lại thế gian lâu dài. Thọ mạng đến lúc rồi có thể lưu lại tiếp tục được không? Được luôn. Người mà đạt đến trình độ công phu là sanh tử tự tại, người ta muốn ở là bao lâu cũng được, hay muốn đi sớm cũng được, gọi là sanh tử tự tại. Còn có người mà không có công phu tu hành thì tính vào cái chỗ là số mạng. Số mạng bạn có thể sống tới 70 tuổi, nhưng nếu trong cuộc đời bạn quá sát sanh nhiều, bạn làm quá nhiều việc ác, bạn tổn phước đức của bạn, thì bạn có thể sống đến 50 tuổi chết. Còn nếu bạn tạo ác quá nhiều luôn, bạn có thể sống 40 tuổi chết. Còn ác cực điểm luôn nữa, bạn có thể chết yểu chừng hai mấy 30 luôn. Nhưng mà trong khi thọ mạng bạn là 70 tuổi, nhưng bạn có thể đi rất là sớm. Vì sao? Vì bạn tổn hết phước. Người phải nhớ rằng là phước hết là chết. Người mà có phước dày thì sống thọ. Nên quý vị coi cái người thế gian không tu vẫn nói cái câu này: người này già khỏe, nhìn tuổi già mà thấy sáng sủa. Thì người ta nói công nhận ông cụ nhìn có phước quá, nhìn tuổi già thấy khỏe quá, hồng hào, thấy nhìn ông như ông tiên, đúng không? Ta nói người đó có phước. Dù là không biết tu, người ta vẫn nói câu đó, có phước nên mới được vậy. Còn cái người bệnh đau èo ọt khó nuôi thì người ta nói câu đúng là vô phước quá, nhìn tướng gì đâu mà cụ lằn, bèo nhèo, mặt như con mèo. Không? Rồi nhà cửa thì nhìn thấy cảnh giới sống nó khổ quá, ta nói vô phước, đúng không quý vị? Vô phước. Đó. Nên từ nơi đó mà thế gian không tu vẫn dùng những cái câu vô phước và có phước. Vậy thì có phước chứ định là tốt, nhưng mà có trí tuệ thì càng tốt hơn. Có trí tuệ sẽ nhận thức con đường sanh tử, sẽ nghĩ rằng cái chuyện giải thoát cuộc đời là quan trọng. Những cái lý luận này để cho quý vị gây dựng được tín nguyện tu hành để cầu sanh cực lạc, không phải bệnh chút là đi tìm thuốc liền. Còn trẻ, còn khỏe, còn đang sống mà không chịu gây dựng, để cặn tới nghiệp sau gây dựng đấy. Nên các cụ trong chùa mà như Đức nói, các cụ là đại phước. Đại phước quý vị,
Đại phước là sắp sửa tới trí tuệ rồi đó, đại phước báo. Nên được người ta rèn luyện ở trong ngôi Tam Bảo này, rèn đến mức mà bây giờ các cụ quen luôn. Cái tâm niệm phần nhiều các cụ mình toàn là muốn sanh Cực Lạc. Dù là các cụ quý vị thấy có những cụ còn dữ dằn đó, nhưng các cụ vẫn có tâm là cầu sanh Cực Lạc thôi. Nên các cụ không bao giờ bệnh đau mà các cụ đi tìm bác sĩ đâu, không có tìm thuốc, không có tìm bác sĩ. Đa phần là những người vô cộng tu hoặc là những người mới tu không à, bệnh đau một chút là hỏi có thuốc không, đi xin thuốc liền. Còn mấy bà già mình là không có mấy bà hết trơn quý vị, toàn là mấy bà không có đi uống thuốc, mà mấy bà là muốn niệm Phật sanh Cực Lạc không à. Hoặc là bệnh đau nằm đó mấy bà không có cái kiểu mà rên rỉ quá. Có một cái bà rên mà gặp những đức là bà cũng không dám rên nữa. Những đức mà bước vô bà cũng không dám rên nữa. Nó cái kiểu những đức vô mà không hay á thì nằm cái đau bệnh đau nhức quá, nhức đau quá. Những đức nói bà là nói gì vậy? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hồi nãy cái câu đầu tiên nghe bà nói gì kìa, này niệm A Di Đà Phật chứ cái gì đâu, thấy không? Nghĩa là gặp những đức là niệm A Di Đà Phật không có dám lên luôn á, cho vì biết đó. Rèn đến mức như vậy rồi thì cái tâm niệm hoàn toàn là muốn sanh Cực Lạc, đa phần luôn. Nên các cụ đã được rèn rồi quý vị, còn quý vị bên ngoài là không được rèn, thoải mái nên thuốc bổ, thuốc này thuốc kia, nó rồi xong sau này nó dính, nó ghiền luôn. Mà cả người tu nhiều chục năm luôn đi chăng nữa vẫn là dính thuốc men, dính thuốc hết trơn. Những đức nói với vị nghe, cơ thể con người cần phải được sự rèn luyện tự nhiên á hay hơn. Ví dụ như nhà bị giàu á đi, nào là ghế massage, nào là cái này cái kia, phương tiện để thoải mái quá nhiều, thì cơ thể vị sẽ yếu hơn người bình thường. Quý vị coi hai cái người tu mà một người thì phương tiện đầy đủ hết trơn, phương tiện sử dụng rất đầy đủ, nào là máy massage, nào là đấm bóp, nào là cho thuốc men, nào là thuốc bổ, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc tàu lao, thuốc gì cũng có. Thì quý vị biết là cái người này với cái người mà tự nhiên không có những phương tiện đó, thì cái người tự nhiên không có phương tiện, cái năng lực phát huy của họ mạnh hơn, và khi cuối cuộc đời của họ là ra đi đặc biệt hơn. Mà cái người mà không thuốc men gì hết trơn á, khi niệm Phật cuối đời ra đi hộ niệm 24 tiếng chưa đến nỗi thúi. Nhưng mà cái người mà uống thuốc nhiều cho cố luôn mà 20 phút, 20 tiếng là thúi à. Vừa chết xong là nó xì xèo xèo cái gì đó, vừa chết là tự nhiên nó xì thuốc ra vậy đó. Người muốn thuốc nhiều, người mà uống thuốc thâm niên á, hộ niệm hai điểm mới bị phải chách đỡ một chút, điểm đầu và điểm chân, hiểu chưa? Hai điểm đó là phải tránh á. Khi hộ niệm cho người gần chết, hai điểm nó đừng có ngồi. Một là đỉnh đầu, hai là điểm chân á. Hai điểm là xì ra đó. Người muốn thuốc nhiều vì sẽ biết liền à. Họ vừa chết một cái là cái mùi thuốc của họ nó ra kinh khủng lắm. Mà người uống thuốc nhiều á là người da thịt của họ giống bụng xỉn vậy đó. Nó nghe có những người uống thuốc nhiều đến cái mức mà giống như nó no luôn, giống như nó phù người nó luôn vậy. À. Nên nó bị biết rằng còn cái người mà tự nhiên ít uống thuốc, da thịt họ mặn màu chắc chắn khỏe lắm. Có những người ta uống thuốc nhiều đến mức mà xương ta mục luôn mà, có loại thuốc uống giết xương mục, thấy không? Nên cho thì biết là thuốc tây tác dụng phụ cực kỳ lớn luôn, không uống vẫn là điều rất là tốt, rất là tốt. Còn con người phải tin thọ mạng chứ, thọ mạng đến lúc đó mới đi. Trời ơi, có nhiều người gia đình người ta là bác sĩ bệnh viện mà bác sĩ giỏi đồ không vậy mà nhà bệnh đau bác sĩ bó tay, có không? Có mà. Rồi con cái bệnh cha mẹ bác sĩ ở trong bệnh viện lớn cũng bó tay, rồi đưa ra nước ngoài cũng bó tay, rồi đưa ra nước khác cũng bó chân tiêu, không giải quyết được vấn đề. Vậy thì cái những cái điểm này quý vị nên cô động lại để cho ra một tư tưởng cho chính bản thân mình là người học Phật có một góc độ sâu hơn. Quý vị nói trời thầy con uống nhiều năm nó quen rồi, dần dứt nó không được. Đang còn sức khỏe tập giảm từ từ, giảm tới đúng lúc dứt thì được. Vậy thì khi mà cặn tử nghiệp quý vị là có một tư tưởng rất là mạnh, tại vì mình đã không sợ chết. Nên Đại sư Thiện Đạo ngày nói là người niệm Phật quan trọng là đừng sợ chết, tại vì khi sợ chết nó sẽ là bắn loạn tâm trí. Con người khi sợ chết là nó có cái chấp của thế gian nặng, nó mới sợ chết.
Còn nếu như con người mà chấp cực lạc mạnh thì nó sao sợ chết. Mình nghĩ rằng mình chết mình sẽ đổi cái thân tứ đại, có cái thân ba mai tướng tốt, y gan ai với đạo Phật thì mình thích rồi. Nên mình không có sợ chết cái thân này. Mà mình biết rằng con người không có chết, mà là chỉ xả cái thân mà đổi cái thân. Có nghĩa là xả cái thân mà đổi cái thân. Iran là quý vị có phước, có duyên, thì quý vị có cái nhà, quý vị đổi nhà vậy đó, mua chiếc xe và đổi xe vậy đó. Càng đổi càng tốt, phước duyên thù thắng càng đổi càng tốt. Còn thí dụ như quý vị cũng có phước, có duyên, quý vị tự tại lắm, ban đầu ở biệt thự lớn, nhưng mà sau này thấy biệt thự lớn là mọi cho nó cực quá, thôi cắt biệt thự nhỏ. Sau này mình nghĩ thôi cắt cái phòng ở đỡ cực. Đó cũng là vô cùng tự tại, chứ không phải là thiếu phước. Phải nhớ nghe, tại người ta dư thừa nhưng mà ta dùng ít thôi, đó gọi là tự tại. Còn nếu như bây giờ cái người mà có phước thì người ta có thể từ cái nhỏ ta đổi thành cái lớn, đổi càng lớn lên, cảnh giới càng phù, càng phong phú, còn gọi là phước báo dày. Còn nếu như quý vị từ một cái căn nhà lớn mà bị nghèo sơ nghèo sát, xuống là càng đổi càng thấp. Giống như đời này được thăng người, đời sau quý vị đi vào địa ngục là thấp rồi còn gì. Rồi đi đến ngạo quỷ cũng thấp, súc sanh cũng thấp, nó càng hạ nó càng thấp. Còn bây giờ quý vị tăng lên cõi trời cũng ngon một chút, mà quý vị lên tới cực lạc là quý vị là ông cha người ta rồi còn gì nữa. Là giờ tới cực lạc rồi là xiếp rồi, nó đi đến đâu người ta cũng phái quý vị chứ, người ta cũng ngưỡng mộ quý vị chứ, hiểu không? Nó đệ tử của Phật A Di Đà đi đến đâu người ta cũng thích nhỉ. Quý vị tự tại đến mức bây giờ quý vị là quý vị bữa nay quý vị sẽ ghé ngay chỗ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trời ơi, người cực lạc mà ghé ngay Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe nói thật vinh hạnh, quá vinh hạnh. Bữa nay Bồ Tát ở cực lạc đến, Bồ Tát ở cực lạc đến quý vị biết đưa hàng ghế nào, hiểu không? Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống một cấp, người ở cực lạc lên cái vị trí ngồi chỗ vua ngồi, mà coi chừng không dám để cái ghế đó cho vua ngồi, mà lấy cái ghế cái bảo tọa khác trên vua thêm bạc ngồi trên luôn. Bồ Tát cực lạc đến là phải nhường chỗ đến mức vậy đó. Nên quý vị mà những mối đạo khác mà quý vị không niệm Phật sanh cực lạc thì cái này là quý vị chưa có nhận thức sâu. Nếu như quý vị mà về tới thế giới cực lạc á, thì thật sự mà nói á, cha mẹ cảm thấy ngưỡng mộ quý vị vô cùng, đúng không? Tại vì bây giờ người cha người mẹ đưa quý vị đến cõi trời, bây giờ mình tiến đến tới thế giới cực lạc luôn là quá cao à. Vậy thì cha mẹ quá ngưỡng mộ, quý vị còn có thể đi đến nơi đó quý vị độ cha mẹ quý vị luôn, giảng pháp cho người cõi trời để đi về cực lạc luôn. Quý vị coi quá đặc biệt không? Còn nếu như quý vị đến cung trời đau sức là Di Lặc Bồ Tát ngài đang ở đó đó, đó thì quý vị biết rằng đó là quý vị đi đến đó là người ở cực lạc đến gọi là khách mời tôn quý. Khách mời tôn quý nhớ nghe. Còn đi đến bất cứ một quốc độ của một vị Phật nào thì quý vị là người thế giới cực lạc đến gọi là khách mời tôn quý, đều được tôn trọng quý mến vô cùng. Bây giờ đơn giản thôi, ở cõi đời này một con người tâm thường niệm Phật thôi mà còn trở thành tôn quý này, không chi là quý vị về tới thế giới cực lạc mà nó tôn quý cỡ nào, quý vị cũng thấy quý nhân đức rồi, đúng không? Đó, đó. Chỉ có niệm Phật thôi mà đã là mến là quý rồi, gặp người này là thấy là mừng rồi, đúng không? Cái người niệm Phật là người ta gặp vui mừng. Trong 10 công đức niệm Phật là có công đức gọi là người gặp vui mừng, chờ gặp vui mừng. Người niệm Phật là bậc tôn quý. Còn đại sư U Đàm nghe nói rằng người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người, người niệm Phật là bậc tôn quý trong loài người. Quý vị coi đó, người niệm Phật là bậc tôn quý trong loài người. Vì sao? Vì tương lai người này đi về thế giới cực lạc nên người niệm Phật là bậc tôn quý trong loài người. Cái này là 100%. Người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Ý người niệm Phật cầu sanh cực lạc là cái tâm tinh khiết, muốn về cực lạc là thật sự tinh khiết. Nên ví dụ hoa sen để ví dụ cho sự tinh khiết. Nên từ nơi đó cái cô phương của ra đi, hoa sen có mọc từ miệng ra, nó cho quý vị biết rằng người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người là bậc tôn quý, thấy chưa? Nó dưới lúc còn sống thì không ai biết đến, người nghèo nàn khổ bệnh, nhưng mà khi ra đi hoa sen mọc từ miệng ra thì khắp nơi trên thế giới tôn kính gọi là Bồ Tát. Đó, đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng đó, cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, nhưng mà chúng ta phải cần được nghe để gầy dựng. Tập đi,
Đó, như cái ông cụ đó không, không chịu niệm Phật họ mạng đến đi, phần này nhiều đi đâu, tam đồ ác đạo. Đi tam đồ ác đạo. Chùa mình mới có một cô nè, cô này vô chùa mình cộng tu. Cô vô cô cộng tu, ở đây lễ dí Quan Âm. Chỉ lễ dí Quan Âm mà có người thân ở đây thôi nghe, mà cái duyên được nằm trong chùa. Khi mà cổ vô đây, cô lễ Quan Âm xong hết trơn, cô mệt mệt mà cổ có bệnh nền tim á, thì vị biết rằng là cái tâm ở ngoài đời là hướng đến bác sĩ nhiều quá. Thì cổ đây cổ mệt mệt, cái tự cổ công tu mà, cổ nói cổ đi về. Xong cái cổ đi xuống như bệnh viện. Cái người ta khám cổ kêu cổ nằm ở đó luôn đi, trị bệnh. Cái đầu trị bệnh cho bả, cái bệnh bả mệt thêm. Cái người ta truyền dây nhợ đâu vào đó chứ. Cái đâu cái người thân đến thấy yếu quá, lên gặp như Đức nói. Giờ bả yếu quá, bả muốn về đây. Thì đem về đây một cái là dây nhợ truyền tứ tung lăng tan. Mà quý vị biết rằng đút cái đó vô nó đau đớn dữ lắm. Nó đau đớn dữ lắm luôn, chứ không phải không đơn giản đâu trời. Nó nên khi mắc là nó không có được đặc biệt đâu. Nên quý vị biết rằng nghe, cuộc đời đừng để luống qua uổng lắm. Chúng ta gầy dựng từ khi còn trẻ để chúng ta dạy gì đỡ tuổi già trời. Ai mà dạy gì con đường này mới đi đỡ tuổi già mới gầy dựng. Nên ngày xưa có một người gặp chư tổ sư nói: con muốn niệm Phật lắm mà con có nhiều cái gia duyên chưa niệm được, việc gia đình chưa ổn, việc con chưa ổn, công việc làm ăn chưa ổn định, có nhiều việc con chưa giao phó được. Thì tổ sư nói lên câu: ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Cái việc của thế gian này quý vị đã sắp xếp vô lượng kiếp rồi, chứ đâu phải mới đây đâu. Quý vị nói con người mà đời này mà ngồi đây mà nghe tịnh độ, quý vị mới có là lần đầu tiên ngồi đây hả? Không có cửa đó đâu. Không có cửa 10 lần nữa chứ đừng nói mà nói một lần. 10 lần quý vị cũng chưa ngồi đây nữa chứ đừng nói 10 lần. Nhớ nghe, 10 lần quý vị cũng chưa ngồi đây, đừng nói chi mà một lần. Phải là nhiều lần, vô lượng lần đã tu tịnh độ rồi đó, nên mới nghe được tịnh độ, mà nghe đi sâu vào tịnh độ. Còn nếu như quý vị mà cạn cợt là quý vị chỉ nghe tịnh độ như gió thổi mây bay thôi, chứ không có đi vào tịnh độ sâu được đâu. Tu tịnh độ tu nhưng không đi vào tịnh độ sâu, thì quý vị biết là cái duyên vị đối tịnh độ cạn vậy lắm. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng người mà tin pháp môn tịnh độ là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên dày dữ lắm. Nếu người mà không đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tin pháp môn tịnh độ này, vì pháp này là pháp khó tin, pháp mà mười phương chư Phật tán thán. Mà đã là mười phương chư Phật tán thán thì cái người mà không đủ thiện duyên làm sao dám tin tịnh độ mà tán thán. Cái người phải nhân duyên dày, cực kỳ dày mới tin tịnh độ. Cái pháp môn đại thù thắng, tiện tu, dễ tu, ai tu cũng thành tựu, mà chỉ có tin mới thành tựu. Nhưng mà cái tin này nó phải gầy dựng thiện căn phú báo như duyên dày, cực kỳ dày thì mới thành tựu. Mà cái lòng tin này là ngay cái duyên quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Giống như từ học lớp 1 mà quý vị bây giờ sắp sửa lãnh bằng tiến sĩ á, mà nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã học từng cấp rồi. Là chuyến này đi đến cái Việt Nam này mà cái đất nước này mà quý vị ngồi ở đây là để đi lãnh bằng tiến sĩ về cực lạc thôi. Hiểu chưa? Quý vị nói chuyện đơn giản hả? Chứ mới có đi học lớp 1 hoặc lớp 5, lớp 10 mà muốn lãnh bằng tiến sĩ thì không có cửa đó đâu. Nó nên học lâu năm dữ lắm rồi, nhiều đời lắm rồi. Bây giờ đến đây lúc này là quyết chí. Bệnh đau không sợ chết, không tìm thuốc, không tìm bác sĩ. Thấy không? Đi ra đường xe đụng cái rầm nằm trong xe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đeo cái máy niệm Phật. Bắt cái điệu hộ niệm, những đức niệm câu nghe. Xong câu sau là A Di Đà Phật. Nói bà chui ra đi mà niệm Phật hoài. Tôi muốn về cực lạc A Di Đà Phật. Không, không sợ chết miếng nào luôn, biết không? Nó vậy mà thọ mạng chưa hết thì tự nhiên người ta đem ra chân cẳng chạy chùa một chút mà không sao hết chừng. Còn mấy người không niệm Phật kia, đứa nào đứa nấy le lử chứ. Nó không niệm Phật đi bụi chứ sao, hiểu chưa? Nên từ nơi đó thì phải tin nghe, tin bổ nguyện Phật Bồ Tát gia hộ, nghe chưa? Lễ dưới Bồ Tát Quán Thế Âm tin không? Quá tin chưa? Tin đến mức cực điểm chưa? Đó. Ngày 17 mưa ào ào,
chờ chuyển đen kịnh. Sáng 18, 5 giờ còn dài hạt mưa lác đác. 6 giờ sáng, nguyên ngày không có hạt mưa. Chờ mát, gió thổi hiu hiu. Thích thú vô cùng. Rồi, từ ngày đó cho tới 21. Nguyên ngày 21, tối 21 không mưa. Ngày 22 cho mày thêm bữa nữa mát mẻ đó, không mưa. Ngày 23, mưa dầm về. Chưa tin đâu đó thì coi cặn ngày luôn. Người mà nhát á là gung đùi à. Rồi ngày 18 mưa luôn, tại mày gung đùi, mày nhát quá, mày không tin tao, mày không tin tao là Phật Bồ Tát, hiểu chưa? Nên từ từ đó mưa luôn, tại vì mày không tin bổ nguyện nên không có sự gia trì. Sự gia trì của Phật Bồ Tát là do lòng tin của chúng ta dành cho các ngài. Lòng tin là gì? Lòng tin là sự chân thật. Đúng không? Nó hữu cầu là gì? Hữu cầu là tin chân thật, tác ứng là tâm chân thật cảm với bổ nguyện thì ứng cho cái sự gia trì đó để cho chúng ta làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nó rõ ràng. Nên quý vị coi 4 ngày nói đây không phải là xong rồi mình đi gái ẻ e. Mà sự thật nó là nó thành công thì mình tán thán thôi. Còn mai mốt mưa gió kệ đó, tự nhiên, thấy không? Chứ nói thầy làm xong rồi gái thấy ghê. Đúng rồi, làm xong mới ghé chứ chưa làm xong ai ghé. Hiểu không? Làm xong tao mới ghé cho người ta tăng tính tâm. Nên từ nơi đó mà có những cô mà lại xong 4 ngày. Có nhiều cô nói lại xong 4 ngày đúng là Phật, Bồ Tát Phật gia hộ. Mà không có mưa, mà sao con bị ho? Nó thì thầu ô ở cõi này mà nó sao tròn vẹn. Nó không cái này thì nó có cái kia. Thì trước nhất là ta thành tựu được cái sự tu hành. Còn thăng tứ đại mà làm cho mình yếu để cho nhắc nhở mình là thành công rồi. Nhưng mà con chưa về cực lạc. Bây giờ con mới bệnh đau một chút để nhắc nhở con là tứ đại đã rờ nghe chưa con. Cố gắng mà tu nữa. Chứ mày đừng có nói mà mày tu được 4 ngày ngon làm gì mà về mày bỏ tu một thời gian. Cố gắng tinh tấn nữa con. Thấy không? Nên làm cho thân thể bệnh hoạn ra thêm mỗi người. Cái cơ địa này nó thay đổi thất thường. Mỗi người khác nhau. Hiểu không? Mỗi người nó khác nhau, bộ người nào nó cũng giống nhau sao? Nó tâm tính khác thì cơ địa khác. Ví dụ như những đức bây giờ lễ xong 4 ngày này như đức khỏe như châu. Thì vì sao? Chiến này may mắn. Mấy lần trước cũng te tua hay ho gì? Quý vị coi những đức chịu 3 lần quý vị thấy phải tiêu trừ nghiệp chứ không? Lại cái miếng bông mà trắng trắng hồi xưa quý vị thấy ưa mỗi lần lễ Bồ Tát Quán Thế Âm có người chảy đó. Cái miếng bông trắng trắng đó mà nó làm cho những đức 3 lần lễ Bồ Tát Quán Thế Âm lần nào cũng lột da chảy máu tuôn tuôn có thấy chưa? Vậy mà cứ lần nào cũng đi chảy lại chứ á. À không đổi mà chịu 3 lần vậy đó quý vị coi cỡ nào chưa? Trời ơi lễ một lần bữa đầu tiên là nó phì lên cục. Sáng mà xuống tu chung với vị là vừa lại xuống kêu xèo. Máu mũ nó chảy ra vậy đó mà chút nó khô. Khô xong cái chiều lễ cái máu ướt cái trên cái chỗ lại chứ. Máu mà đến nỗi mà lại xong cái miếng trắng trắng đó xong nó là nó máu không mà nó đỏ hết trên khu vực đó vậy đó. Vậy mà lại 1500 lại. Trời ơi mà lại kinh khủng lắm. Đó quý vị thấy không? Thảm thương chưa? Mà chịu 3 lần vậy tự nhiên sau lần thứ 4 thì tiêu nghiệp cái mình nghĩ cái chắc cái miếng này nè. Cái mình coi lại thì ra cái miếng long long nó dài dài nhưng mà ở dưới nó là nhựa. Mà nhựa cào chân á, nó bén như lắm. Thì ra mình lễ xuống nó wow một cái. Lễ cái nó wow một cái. Thấy không? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng mình phải chịu thôi. Rồi từ đó về sau cái đó bây giờ mình thay ra cái miếng ngủ như quý vị đang ngồi. Có bị gì đâu. Lễ không bị chứ á. Lễ 2000 lại mà khỏe re. Ồ chuyến này lễ xong mà khỏe thấy ghê. Sáng còn xuống tu, 22 xuống tu. Chia sẻ thêm một cái buổi sáng quý vị coi đó. Nó rồi bắt đầu tiếp đòn, từng đòn tiếp luôn. Rồi tiếng ào ào luôn, tới bữa nay luôn. Tiếng ngon lành, hình như cần cổ, đỡ viêm luôn. Thọc không? Thấy chưa? Đó, phải tin đó nghe, phải tin đó. Là thấy ghê, mà chuyến này công nhận. Chuyến này sướng Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình có nhiều cái phát minh hay. Thế đây về sau mình lại Bồ Tát Quán, mình không còn sợ nữa, không biết à. Biết cách lại còn đặc biệt hơn nữa quý vị. Lễ gần mệt mà làm cho ta vui, lễ ngon lắm quý vị. Thấy không? Thì ra là đúng này không? Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Thấy không quý vị? Những đứa coi lại, những đứa thấy im im lễ thì bà nào bà nấy cái mặt xanh lè.
Ông lễ yếu xìu. Ông ăn đi em mùa tế. Mắt liêm nhiêm kỳ cổ ghê. Ông mùa tế. Vậy đó mà mình chọc mấy bà vui, bà lễ thấy ghê trời. Chọc bà vui, chọc mấy bà vui, mà lễ kinh khủng luôn nghe không. Nó nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cố lên. Ồ tự nhiên làm cho ta vui ghê không. À hay. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm Quan Hỷ. Vì sao? Vì mình phiến mãi mà. Đúng ra là người ta lễ 500 lễ danh hiệu, người ta muốn nghỉ sớm. Còn mình còn phiến mãi thêm 4 năm lại. Thì nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cố lên. Bồ Tát Quán Thế Âm muốn mình cố lên chứ. Mà ngài đâu có nói. Bây giờ phải mượn qua trung gian con người để nói. Là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cố lên. Nên từ nơi đó quý vị cố lên là danh hiệu Quan Âm chứ gì. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát đúng rồi. Thấy không? Nhất tâm đảnh lễ sắp sửa tới Cực Lạc rồi. Thấy không? Đó. Thì giờ quý vị nghĩ rằng sắp sửa tới Cực Lạc thì mừng quá trời. Như con người mình tu cả đời mà chuẩn bị Phật nước mình mừng lắm chứ. Thì tự nhiên mình hết mệt, hiểu không? Còn cái câu mà làm cho ta kích thích nữa. Nhất tâm đảnh lễ tôi sắp chết rồi. Hiểu không? Ồ mấy câu mà thấy đúng ra lạ. Mà trong lúc đó suy nghĩ không nổi. Miết sao tự nhiên cái miệng niệm ra ngộ ghê. Hiểu không? Đó đấy không? Làm cho Quan Hỷ vui vẻ cái hội chúng quý vị coi lại đi. Trời ơi cái chuyến này lễ ớn được ầm ầm. Mà công nhận cái ngày Chủ Nhật với ngày 19 đông gì đâu mà thấy ghê. Ngày Chủ Nhật còn dữ hơn. Kính người ta cho quý vị quá trời chuyến này đông. Nhưng Đức nói quý vị coi hết đi. Chưa từng có một cái pháp hội nào mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà lễ cái mức đó luôn. Chưa từng thấy. Nhiều yếu tố kết hợp để thành công. Một là quý vị giờ giấc phù hợp. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ, quý vị từng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm qua rồi. Quý vị ngồi suy nghĩ phải rõ ràng không? Nhưng Đức tính ra gì nè quý vị. Nếu như sáng 3 giờ mà mình lễ là chắc chắn quý vị là đêm đấy bị ngủ không được. Nhưng Đức cũng ngủ được luôn. Vì sao? Trời ơi em biết sáng nay nắng mưa làm sao. Lễ sao đây, chưa lễ xong. Nên á, đêm nay sao ngủ được. Cái chuyện chưa làm xong á, không ngủ được. Hiểu không? Là đêm đó bắt đầu mà mấy bạn ngủ được, mấy bạn nói chuyện. Mấy bạn nói chuyện nguyên đêm. Mà tới giờ lễ thì bạn buồn ngủ. Thì lễ dài lễ nằm tại chỗ mới ngủ luôn. Dù có đông người gì nhưng mà quý vị lễ sẽ rớt rác không bao nhiêu. Rất nhiều lắm, không có được bao nhiêu người lễ chứ ha. Nhưng mà cái giờ lễ mà 6 giờ mấy, 7 giờ á, là cái giờ này không có buồn ngủ được. Sao buồn ngủ đây? Mình nói trong bụng mình, giờ này gác lễ đi con. 10 giờ mày nghỉ, mày ăn xong mày ngủ. Thấy chưa? Cái tâm trạng rất là thoải mái, dù sáng mình không lên tu được. Mình mệt mình cũng vẫn ngủ được, gác luôn nữa. Chiều mới lễ nữa. Nên cái giờ mà lễ này nó phù hợp nè. Nên quý vị mới tổ chức được 2.000 lại Bồ Tát Quán đấy không? Quý vị thấy không? Một cái phương pháp mà để bỏ vào cái thời gian, để phù hợp thời gian, để thanh tụng phương pháp. Đây là cả một vấn đề Phật Bồ Tát gia hộ. Nếu như chúng ta chết cứng là chúng ta thất bại. Nếu như mà chúng ta lấy cái thời gian 3 giờ mà lễ 2.000 lại, chúng ta sẽ không lễ nổi. Chắc chắn quý vị nhận đức không lễ nổi luôn. Vì 4 ngày không ngủ sao lễ. Ngủ không được sao lễ đấy. Mà 3 giờ lễ thì không thể nào một ngày giảng pháp. Bằng đêm ngủ không được, giờ đó đi lễ Quan Âm. Làm sao quý vị 8 giờ rưỡi đi giảng pháp. Nhưng mà cái giờ dắt đưa ra quá hay. 7 giờ lễ ngủ một đêm, sáng mai tu niệm Phật 20 phút, địa chung 20 phút, lễ Phật 20 phút. Nó làm cho cơ địa mình thoải mái lại hết. Thân thể thoải mái, năng lượng tràn đầy. Bắt đầu ra ăn cơm xong đi vòng buổi sáng nó mát mẻ rồi. Gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo, hoa nở rộn ràng đi ngắm đồ trời nó thoải mái nghe. Nó kết hợp á. Rồi bắt đầu là từ đó cho tới 8 giờ rưỡi bắt đầu lên chánh điện nữa. Đầu nghe pháp, động viên tinh thần, nung đúc tinh thần, niệm Phật nghe pháp nung đúc nó ào ào. Cái 10 giờ phóng sanh cúng đích thực, phóng sanh cúng đích thực xong ra ăn. Ăn uống xong về ngủ quý vị thấy giờ giấc nhịp nhàng chưa? Nếu như không biết sắp xếp cái thời gian này, đố mà 4 ngày quý vị mà tu được gì đấy. Không được. Nó chắc chắn luôn. Rồi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, mà sanh về tất
tịnh độ. À, cái đại chúng chúng ta ngày Chủ nhật cộng tu rất là đông, và chùa mình ngày nào cũng khoảng 500 người ở đây niệm Phật xuyên suốt. Một ngôi Tam Bảo mà có thể hướng dẫn nhiều người tu, nhiều người niệm Phật gì. Chúng ta thí dụ như nhà mình có những hữu sự gì, như gia đình người thân có người bệnh đau, người mắc, mình có thể tu hành hồi hướng, hoặc mình làm công đức phước duyên. Tại vì cái chỗ đông người mới có thể thù thắng, vì con người có thể làm Phật. Thí dụ như một ngôi chùa cao Phật lớn cỡ nào, nhưng mà ngôi chùa nó không ai tu, không ai hướng dẫn Phật pháp hết, vậy thì cái nơi đâu phải là cái nơi hoàng đạo đâu. Cái nơi hoàng đạo dù là ở ngoài đường đi chăng nữa, nhưng mà có Phật pháp nó vẫn là hoàng đạo. Còn cái nơi chùa cao Phật lớn mà không ai hướng dẫn mình tu, vậy thì cái nơi đó không có kết quả, không có lợi ích. Thí dụ như mình giúp cho người ta tu thì nó lợi ích, nếu như mình giúp mà không ai tu thì nó không có lợi ích. Nên quý vị đi về chùa mình phải hiểu được nguyên lý này, thì mình biết được tu phước, tu duyên, thù thắng, và mình nương vào cái đại chúng đông gì để mình tu. Thí dụ như bản thân mình là một ngọn đèn, thì làm sao sáng bằng 2.000 ngọn đèn hay 3.000 ngọn đèn. Nên mình nương vào cái hội chúng Chủ nhật hay ngày lễ để mà mình tu thì thù thắng dữ lắm. Tại vì đức chúng như biển cả mênh mông, hay những người mang nghiệp phá thai, hay những người mang bệnh ung thư, hay là bệnh đau hay buồn chán bế tắc gì đó, thì tự nhiên nhờ cái đại chúng phước báo nhân duyên gì nè, mà tự nhiên mình tu nó chuyển nghiệp. Quý vị thấy nghe bài chia sẻ Phật pháp vui cười, mà từ cái niềm vui nó quên cái nỗi buồn, từ nhớ Phật mà quên khổ. Nên chư tổ sư mới nói là nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Nên là chúng ta khi tu xong hết, mình ra mình cúng đi thực và phóng sanh. Cúng đi thực này là bồi dưỡng về mặt tâm linh. Nên mỗi một con người chúng ta sống mà chúng ta tin chắc 100%, chết không phải là hết, mà tính vào cái nghiệp duyên khi mình còn sống đã tạo cái gì. Nếu như người này lúc còn sống bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, sát sanh hại vật, làm nhiều điều tội lỗi, lợi mình để hại người, thì chắc chắn người này chết phải đọa tam độ ác đạo thôi. Còn nếu như người này còn phước chút xíu, nhưng mà tình chấp thế gian nặng, thì chết quý vị nói là ma đó. Cái khi mình nằm mơ thấy họ hoài đó là ma đó, gọi là cô hồn, còn gọi là hương linh, hoặc là ma quỷ, rồi toàn là cái dạng thân chung ấm. Nên quý vị biết rằng ông bà cha mẹ mà mất lâu rồi mà còn về báo mộng cho mình thấy, cảnh giới này là cảnh giới của quỷ đạo, thì phải nhớ nha, đây là cảnh giới quỷ đạo, gọi là thân chung ấm mà còn tồn tại thế gian lâu. Nên mình cúng đi thực đây là cúng cho chư hương linh, vì còn sống tự ăn nghỉ thành quen, nên khi chết rồi thì mất thân nhưng vẫn còn chấp cái ăn. Nên mình cúng đây là tưởng nhớ tới họ. Mà cái tưởng nhớ quan trọng nhất của mình đó là niệm Phật, làm công đức hồi hướng để giúp họ siêu thoát. Nên khi cúng rồi mình mới dạy họ là cái việc gì, mình chấp thân chứ thật sự có ăn được đâu, mà hưởng được hương vị nhờ cái quay lực đạo chàng tu, mà nhờ nương vào quay lực đó mà hưởng được hương vị. Nên chứ cái thân đâu còn mà ăn cái đồ thế gian này. Nếu như mà ăn được thì chúng ta xách cái bánh lên, chúng ta chạy vòng vòng là ăn được. Còn cái này đồ đạc để y nguyên, cúng rồi xong đem cho người sống vớt sạch nhách, chứ có người chết nào ăn miếng nào đâu, đúng không? Nên ở nhà mình không hiểu, làm đám giỗ cho ông bà cha mẹ mâm cao cổ đầy, còn khi còn sống thì không cho ăn, bỏ bê tha, còn khi chết thì cúng linh đình, giết con vật, rồi bia bọt nhậu nhẹt sùm, rồi quýnh lộn, đem lên bàn thờ cúng con gà, đem xuống chúng ta lụm con gà, phải chỉ đem lên con gà mà đem xuống nửa con thì cũng nên cúng. Còn cái này đem lên con, đem xuống con, còn dư thì mấy con kiến đậu. Nên từ nơi đó thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý khi còn sống và khi chết. Có nhiều người nói rằng là khi chết rồi là hết, bây giờ tha hồ ăn chơi quậy quọ đi, chết là hết, thua. Vậy thì quý vị không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này, và chết chắc chắn là bị đọa lạc. Nên chúng ta nhắc gì để cho tất cả người sống và người chết, chúng ta thương yêu họ là phiên họ tu, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta đem toàn thể công đức này của đại chúng tu nguyện hồi hướng cầu an, trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị nghe được Phật pháp, tin sâu nhân quả, sống hòa thượng thương yêu giúp đỡ nhau, gia đình được hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi, thì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức,
chết bị xe đụng hay treo cổ tự tử, uống thuốc sâu đều hưởng được những cái công đức phước báo này mà biết nương vào bổ nguyện niệm Phật. Quan gia nên giải, không nên kết, nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện, chỉ cần chúng sanh nào nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà chịu niệm, buông xuống tâm hận thù mà nương vào bổ nguyện niệm Phật, thì ngài tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thật biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, thập phương tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thật biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lắng ta bà ha, án một lũng lắng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là đặc biệt. Quý vị phải nhớ là nhiều người bệnh đau toàn là do nghiệp sát mà ra. Nên từ khi mà nghe Phật Pháp nên phát tâm ăn chay trường và biết phóng sanh. Con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không dám giết. Thì khi quý vị vừa phát tâm ăn chay mà biết phóng sanh, thì cái bệnh đau dù ung thư hay bệnh gì nó cũng tạm dừng lại liền. Tại vì sao? Vì bệnh đau là do sát sanh mà ra. Xã hội động loạn do sát sanh mà ra. Gia đình lộn xộn do sát sanh mà ra. Nên mỗi một gia đình mà sát sanh mà buôn bán như bán thịt trâu, thịt bò hay thịt chó, thịt con vật này kia mà giết mổ đó là gia đình thế nào cũng có chuyện 100%. Dù trước mắt giàu nhưng thế nào cũng sạc nghiệp. Nó mau dữ lắm. Tại vì khi nó hết phước là nó sập chắc chắn. Nên khi bệnh đau này kia nên chân thật phát tâm ăn chay trường đi.
Đừng có nghe lời bác sĩ nói rằng ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Những đứa ăn chay mà 75kg chắc thiếu chất đâu. Chùa mình nhiều người mập lù, muốn nó muốn giảm cân mà giảm không nổi, chứ làm gì ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Những đứa nuôi mấy đứa nít bên Bảo Tháp, nó mới có 13 tuổi mà 85kg, ăn chay không chứ nó ăn cái gì đâu, hiểu không? Nên con nít có nhiều đứa ngoài đời mà ốm nhơm như xì ke ma tí, mà đâu bằng mấy đứa trong chùa ăn chay đó, mập lù luôn đó. Nên ăn chay là nó trưởng dưỡng lòng từ, và tự nhiên nó có phước rồi, chứ nó không có thiếu chất dinh dưỡng đâu nghe. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ mà về chùa các con mà được phóng sanh gì, nó trưởng dưỡng lòng từ, giết rồi nghiệp chướng nó tiêu trừ, đứa con đến đây đòi nợ mà từ từ giết nó, nó có phước, nó chuyển nghiệp, nó thành báo ơn cho mình. Còn đứa con mà đến báo ơn mà nó được tu hành nữa thì nó càng báo ơn thêm nữa. Nên từ nơi đó cái công đức phóng gia sanh giúp cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ và tiêu cái nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp. Nên quý vị nên chân thật phát tâm ăn chay trường và còn phóng sanh. À, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả mấy con chim này. À, giờ nó đang bị nhốt trong lòng thì giống như đang ở tù. Mình thả nó cảm ơn biết nhiều nói, giống như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn vậy thôi. Bây giờ con chim này nó cũng từng làm con người đó, mà do gì bắt hiếu với cha mẹ, bắt hòa với anh em, rồi lợi mình mà hại người ta, rồi dùng những lời đường mặt hại người đủ cách hết. Từ nơi đó cái nghiệp chướng nó diêu cảm, bây giờ làm loài súc sanh đó. Bây giờ nếu chúng ta đời này mà tu mà không ngon lành, coi chừng đời sau chúng ta coi chừng làm con kiến á, không được làm con chim á, nghe chưa? Con chim này cũng có phước mà được ở trong chùa mình đó. Nên mấy con chim được thả ra nhớ xanh quanh ở chùa, đừng có bay ra ngoài nữa nghe mấy ông. Ngoài tao bắt nữa đem vô đây nữa mất công lắm, đúng không? Quý vị coi mấy con chim trong chùa mình nó có phước lắm, bình yên lắm. Mỗi chiều quý vị mở đây đi, quý vị thấy nó bay lượn 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 lượn. Nên đây chắc là chim cái quá. Chùa anh bị coi nữ không mà chắc chim này chim cái. Nên từ nơi đó mà giờ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng được thả ra nên ở trong chùa, nghe danh hiệu Phật khi xả thân này thì hướng về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, chúc quý vị an lạc nha. À, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. À, A Di Đà Phật.